những tháng ngày giống như người chết mới là điều đáng sợ nhất có biết trước đây ta xử trí loại phụ nữ không biết điều như ngươi ra sao không ta sẽ không để ả à chết dễ dàng mà sẽ chôn ả à xuống đất cắm một cái ống cho ả à ăn uống khiến ả à chết cũng không được mà sống cũng không xong để cho ả à vẫn sống dưới đất nhưng không cục cựa gì được không quá ba ngày ta hỏi ả à điều gì ả à lập tức thành thật trả lời cái đó mùi vị đó để cho ngươi chậm rãi hưởng thụ bây giờ trước tiên hãy nếm thử mùi vị này trước đi dứt lời, hắn thì pháp cậy miệng nàng ta, khiến nàng ta không khép miệng lại được, lại túm chặt tóc nàng ta, ấn sâu vào trong tổ kiến. Nhan bảo như trợn mắt, điên cuồng mà lúng búng nói. Nói, ta nói, như hữu đạo ngừng tay, khôi phục cầm nàng ta, hỏi. Ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ, ta nói, nhan bảo như khóc rồi, bị dọa khóc, khóc ròng ròng nói. Đồng mạch, là đại tư không đồng mạch của nước Yến bảo ta tới giết ngươi. Đồng mạch, như hữu đạo nhân mày, kéo nàng ta ra, thi pháp ấn vào thân nàng ta, đánh bay lũ kiến trên người. sau đó hắn tóm chặt cổ áo nàng ta, kéo ra xa tổ kiến. trước tiên thi pháp hạ cấm chế trên người nàng ta, khống chế vết thương đang chảy máu, rồi lại ấn một trường lên lưng nàng ta. hắn dùng càn khôn quyết giúp nàng ta hóa giải cảm giác nóng lạnh dày vò trong cơ thể. một ít ngoại thương không là cái gì, sự đau đớn dày vò trong người không còn nữa mới thật sự được giải thoát, thoải mái, thoát khỏi thống khổ, nhàn bảo như chút được gánh nặng vô cùng chật vật, ngơ ngác ngồi dưới đất, dáng vẻ hồn phi phách lạc. Đã buột miệng cầu xin tha thứ, sự tự tôn của cao thủ hạng hai đan bảng hoàn toàn sụp đổ. Ngưu Hữu đạo chống kiếm đứng trước mặt nàng ta, hỏi: "Đồng mạch bảo ngươi đến giết ta, lão ta được thương kiến hùng sai khiến sao?" Nhan Bảo như thất lạc nhìn mặt đất, mờ mịt nói: "Thương kiến hùng, không biết, đồng mạch biết ta sắp vào bí cảnh thiên đô nên liên lạc với ta, bảo ta giết ngươi, nói rằng quyết không để cho ngươi sống sót trở về." Ta hỏi ông ta tại sao phải giết ngươi. Ông ta nói đây là một cơ hội, nói ngươi chết rồi, Nam Châu sẽ nội loạn, triều đình sẽ có cơ hội khống chế lại Nam Châu. Ta nói Yến và Triệu đang vào thời khắc giao chiến, ông ta lại nói chuyện đó không quan trọng. Muốn diệt ngoại xâm thì phải bình nội loạn trước. Ta cũng chỉ hỏi, nguyên nhân muốn giết ngươi là gì thực ra không quan trọng đối với ta. Nghiêu hữu đảo, với thân phận, địa vị của ngươi, rất tự do tự tại, tại sao làm chó săn cho lão, ngoan ngoãn nghe lời lão nhan bảo như chỉ một tán tu lấy đâu ra tự do tự tại ta vẫn hưởng sự cung phụng của ông ta được ông ta ngầm cung cấp tài lực cho ta thì sẽ làm chút chuyện trong khả năng khi ông ta gặp gỡ chuyện phiền phức thì ra là như vậy nghiêu hữu đạo đã hiểu lại hỏi lúc trước ngươi làm sao đuổi theo ta lúc trước hắn đã hỏi rõ từ đồ rượu từ đồ rượu không đề cập đến chuyện người phụ nữ này tham dự vào từ đồ rượu còn nói trừ phong bình có ý định giấu giếm hai nhà khác cho nên hắn không hiểu, nếu Trừ Phong Bình đã có ý định giấu người khác, làm sao lại tìm người phụ nữ không dễ khống chế trong bàn tay như vậy? Là vì nguyên nhân khác hay từ đồ rượu cố ý giấu không nói, hoặc là không chỉ có một mình Nhan Bảo như mà còn có kẻ khác. Việc này hắn nhất định phải biết rõ, đây cũng là một trong các nguyên nhân mà hắn cần thiết phải ép nàng ta mở miệng. Là trưởng lão Lê Vô Hoa của Vạn động Thiên phủ, ta không biết mục đích của y, y tìm tới ta nhan bảo như si ngốc báo hết tình huống lê vô hoa đến tìm nàng ta nghiêu hữu đạo nghe xong mới hiểu chuyện không hợp lẽ thường này rốt cuộc là sao thật giờ khóc giờ cười hóa ra lão già lê vô hoa kia có lòng tốt mà lại làm chuyện xấu may mà người phụ nữ này không bị cuốn vào tranh đấu lợi ích to lớn bằng không nếu đặt tâm tư lâu dài hơn một chút hắn không bị lê vô hoa hại chết thì không yên nghe nghiêu hữu đạo gọi chờ đợi đã lâu mấy người phù hoa lộ diện đều tỏ ra ngờ vực quan sát về phía sau nghiêu hữu đạo Hiện giờ gọi họ lộ diện, không sợ có cơ sở ngầm phía sau theo tới sẽ phát hiện. Thấy trên người Nghiêu Hữu Đạo không còn cái túi mà ôm một đoạn gỗ tròn, khóe miệng còn có máu, Phù Hoa hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Chương 1183, cả thế gian đều là kẻ địch. Đoạn gỗ tròn trên tay Nghiêu Hữu Đạo nổ tung, linh trùng màu tím rơi xuống đất. Không dụ được, trên đường lại đụng phải kẻ cướp, suýt nữa bị cướp mất linh trùng. May mà ta lấy về được, không Cái Thiên nghi ngờ nổi trên người ngươi có thiên kiếm phù, ai mà dám động vào ngươi. Nghiêu hữu đạo lắc đầu, ta cũng không quen biết, không sao, chỉ là phải đuổi giết mất thời gian, ta bị thương nhẹ, hôm nay không thể dụ được nữa, để ngày mai đi. Hắn không nói đã xảy ra chuyện gì trên đường, mà quả thực cũng bị thương nhẹ, cần chữa trị. Ngày kế, nghỉ ngơi tốt, Nghiêu hữu đạo tiếp tục xuất phát. Lần này rất thuận lợi, tu sĩ nước Hàn quả thực ước gì giết chết được Nghiêu hữu đạo, một kẻ có ngưng tụ nam châu thành lực lượng cường hãn đến mức lay động được cả nước yến chính là uy hiếp lớn đối với nước hàn quan trọng hơn chính là bị lợi ích làm mê muội nhìn thấy trên tay nghiêu hữu đạo có khá nhiều linh trùng người của thiên nữ giáo phát hiện tung tích của nghiêu hữu đạo muốn nuốt một mình cũng không nói cho hai nhà khác lặng lẽ phải một nhóm người truy sát nghiêu hữu đạo kết quả là chìm thuyền trong mương không đợi được tin tức trưởng lão chủ trì của thiên nữ giáo tự mình dẫn người tới kiểm tra tình huống lần này không giống như lúc đối phó nước yến động một cái đã phải lui. Đám người tứ hải đợi phục kích, quả nhiên đợi được đến lúc kẻ địch xa lưới. Sau một trận vây công kịch liệt, toàn bộ nhân viên do trưởng lão chủ trì của thiên nữ giáo cầm đầu bị diệt sạch. Bao gồm một số tán tu và môn phái khác trong nước Hàn, gặp phục kích hai lần, tổng cộng tổn thất khoảng 300 người. Chỉ qua hai trận phục kích, đệ tử thiên nữ giáo bị lợi ích làm mờ mắt khiến toàn bộ người đi vào bí cảnh thiên đô không còn một ai, bị tiêu diệt sạch. Cho dù chiếm thế vây công tuyệt đối, bị thiên nữ giáo ném ra ba tấm thiên kiếm phù đám người của tứ hải cũng phải tổn thất hơn trăm người phù hoa cũng bị thương nhưng thu hoạch rất lớn lao toàn bộ hơn triệu hạt linh chủng do thiên nữ giáo thu hoạch được đều rơi vào tay đám nghiêu hữu đạo nhìn đống linh chủng sáng lấp lánh hồng cái thiên bị thương nhẹ hưng phấn vung tay múa chân a à ha ha lấy đồ có sẵn còn khá hơn so với chúng ta chạy khắp nơi muốn gãy cả chân nhiều gã ta còn không nhịn được vỗ vỗ vai nghiêu hữu đạo cũng may có lão đệ nha nếu không phải có người gợi ý thì đâu ra cách dụ địch hiệu quả như vậy lời này đúng là không sai nếu không phải thấy nghiêu hữu đạo dễ bị bắt nạt đối tượng bị dụ cũng không dám dễ dàng xuống tay với người của các thế lực khác như thế nói chung trên người nghiêu hữu đạo có quá nhiều điều kiện dụ địch tốt nhất mà người khác không có đoạn vô thường âm trầm nói mọi người dành thời gian nghỉ ngơi sau đây bách xuyên cốc và vô thượng cung phát hiện người của thiên nữ giáo mất tích sẽ phái người đi tìm kiếm nghiêu hữu đạo thấy đủ thì thôi đi, đổi nhà khác, lãng kinh không cao mày. Nước Hàn tổng cộng có nghìn người, đã bị chúng ta giết chết 300 người, làm thêm mấy lần nữa là có thể diệt sạch người của nước Hàn. Như hữu đảo, trận chiến này, chúng ta đã tổn thất hơn trăm người, còn tiếp tục nhắm vào thế lực cùng một nhà để tăng thêm tổn thất của mình là không cần thi ít. Nước Hàn phát hiện thiên nữ giáo bị hại nhất định sẽ nghi thần nghi quỷ phòng bị các thế lực khác. Chỉ cần tạm thời ngăn cản khả năng các nước liên hợp, mục đích của chúng ta sẽ đạt được. Thế lực bảy quốc gia, nếu chúng ta cứ xử lý từng nhà một, mỗi lần lại phải hy sinh nhân lực tương đương, vậy sau này chúng ta cũng không chịu nổi. Lấy được hạng nhất là mục đích của chúng ta, nhưng nếu gây chuyện lớn quá mức sẽ không có đủ thực lực để rời khỏi bí cảnh thiên đô. Hiện giờ cướp nhiều hơn nữa cũng chỉ toi công, vì quan trọng nhất là chúng ta phải sống sót rời khỏi đây. Lại nói, một khi Bách Xuyên Cốc và Vô Thượng Cung tìm tới, chúng ta còn có thể bảo đảm sẽ tiêu diệt sạch sẽ bọn họ không để lọt một tên sao chỉ cần có một kẻ chạy thoát, chúng ta lập tức bại lộ. Thiên nữ giáo không biết chuyện còn giấu lòng riêng nên mới bị diệt, muốn tái diễn sự việc đối với Bách Xuyên Cốc và Vô Thượng Cung thì sẽ có nguy hiểm. Kế hoạch lần này đối với ta mà nói, chỉ có thể thành công, không được thất bại. Ta không thể gánh nổi bất kỳ nguy cơ thất bại nào, dù chỉ một chút nguy hiểm cũng phải ngăn chặn. Để cho ổn thỏa, đã đánh rắn động cỏ đến nước Hàn thì không thích hợp hành động tiếp. Chúng ta tiếp tục tìm nhà khác, nhà khác không biết chuyện còn có thể dễ dàng thành công. Cứ thế suy ra, chỉ cần các quốc gia đều có một nhà bị chúng ta đánh trộm thành công, trên tay chúng ta có thể nắm được số linh trùng tương đương, xếp hạng nhất đã có thể chắc chắn. Mà chỉ cần thế lực của các quốc gia bị chúng ta làm suy yếu, sau này họ sớm muộn gì cũng bị đám người nước tấn kia gặp phải. Người của nước tấn rất ngang ngược, nhìn thấy nước khác ít người, thực lực giảm mạnh, nhất định sẽ không nhịn được mà ra tay cướp giật. Có nước tấn hỗ trợ chúng ta tiêu hao các nước khác, mà các nước khác cũng giúp chúng ta tiêu hao nước tấn. Đến lúc đó, chỉ cần trên tay chúng ta còn có đủ thực lực chúng ta sẽ có thể an toàn rời khỏi bí cảnh thiên đô đó là khả năng khả thi nhất đó cũng là nguyên nhân vì sao ban đầu ta kiên trì không động tới nước tấn chúng ta nhất định phải từng bước dẫn dắt thế cuộc về phía có lợi cho chúng ta chỉ cần cơ hội có lợi cho chúng ta càng nhiều càng lúc càng lớn cuối cùng chúng ta càng dễ đắc thắng càng về sau chúng ta sẽ càng ung dung vì ưu thế ở bên chúng ta hiện giờ không thể vì quá dễ thành công mà bị váng đầu đến lúc thấy đủ thì nhất định phải dừng, không nên vì tiếc rẻ mà bỏ lớn lấy nhỏ. Hiện giờ chúng ta đã có nhiều người bị thương, ngay cả đại tỷ cũng bị thương khá nặng, phải mau chóng rút lui. Như vậy vừa để thoát thân nghỉ ngơi, chữa thương hồi phục, vừa chạy tới khu vực của nhà tiếp theo. Hắn phân tích lợi hại một phen, mọi người trầm mặc chăm chú nghe, cuối cùng đều rất tán thành. Tất cả đều bị hắn thuyết phục, không một ai có ý kiến phản đối, nhất trí đồng ý thấy đủ thì thôi, rút đi. Sau khi cấp tốc quét tước chiến trường, thanh lý vết tích, tránh khỏi bị người phát hiện có quan hệ với tu sĩ hải ngoại, tất cả mau chóng độn đi. Bách Xuyên Cốc và Vô Thượng Cung bên nước Hàn đột nhiên phát hiện người của thiên nữ giáo không thấy đâu, đợi lâu không đến, không biết xảy ra chuyện gì. Đến lúc này, nhóm tu sĩ hải ngoại kể cả nghiêu hữu đạo chuyển một vòng, đối mặt với thế lực các nước, dùng phương thức tương tự, không ngừng dụ địch, phục kích. Phương thức tuy như nhau, nhưng khi đối mặt với các trường hợp, nhiều hữu đạo vẫn sẽ điều chỉnh cho phù hợp với thời thế. Ví dụ như sau khi ra tay với nước Hàn, nhóm người lại đánh sang nước Triệu, nhưng nước Triệu xảy ra tình huống bất ngờ. Quả thực có thể dụ cho người nước Triệu truy sát cướp bóc, nhưng nhóm này rất nhát gan, không dám độc chiếm, thế là gọi cả ba nhà liên hợp phái người truy sát cả đám. Nhiều hữu đạo quyết đoán từ bỏ hành động đối với người nước Triệu, cho người diệt kẻ theo dõi phía sau, cấp tốc dẫn mọi người rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy nhà nước triệu phái người đi truy sát đều biết nghiêu hữu đạo dưới tình thế không thể giải quyết tất cả đám người đó chỉ xuống tay với nhóm sẽ khiến nước triệu phát hiện ra bên cạnh nghiêu hữu đạo có người của thế lực khác một khi tin tức lộ ra kế hoạch sẽ bị phá hủy còn về việc giết chết hai tên bám đuôi cũng chẳng có gì to tát bị nghiêu hữu đạo phát hiện rồi diệt đi có gì không bình thường với ân oán giữa hắn và nước triệu giết thêm hai người và bớt giết hai người cũng làm chuyện khác đi chút nào sau đó đám người đánh về phía nước vệ dụ ra người của Linh Hư Phủ, diệt hết, cướp giật Linh chỉnh tới tay. chương 1184, âm ngược 1. Tiếp đó lại quay sang hạ độc thủ với huyết thần điện của nước Tống, tiếp đó là đại khâu môn của nước Tề. Đối với nước Tề và nước Vệ, như hữu đạo còn ôm một chút cầu may, hy vọng hai này có thể tha cho mình một lần. Hiện giờ quan hệ của hắn với nước Vệ và Tề vẫn coi là khá. Đặc biệt trưởng lão mộc ứng cao của Linh Hư Phủ nước Vệ trước đây gặp mặt chưa từng làm khó dễ mình, có thể coi như khoan dung với hắn nhưng sau khi nhìn thấy trên tay hắn có nhiều linh trùng, thấy hắn đi một mình dễ nuốt, cả hai nước lại không hề buông tha cho hắn. Cho nên, Nghiêu Hữu Đạo cũng không khách khí, lạnh lùng hạ sát thủ. Quét tước chiến trường xong, tự đồ rượu đứng bên cạnh Nghiêu Hữu Đạo thở dài. Lão đệ, khúc chiết trong nước yến thì thôi không nói. Nước Tống, Hàn, Triệu, Tấn đều hận không thể giết chết ngươi. Bây giờ ngươi cũng đắc tội cả hai nước vệ, tề, ngươi phiền phức lớn rồi. Đứng ở sườn núi chống kiếm, nhiều hữu đạo đánh giá những người đang dọn dẹp thu vật phẩm lấy được trên người thi thể, sắc mặt lành lạnh nói. Chỉ đắc tội vài kẻ cá biệt trong các nước thôi, không nghiêm trọng như ngươi nói. Tư đồ diệu, còn không nghiêm trọng hả? Dù ngươi ra ngoài rồi, làm sao mà đối mặt? Nhiều hữu đạo, bọn họ ra tay với ta trước, còn có lý hay không? Chỉ ít họ cũng chỉ có thể ôm lòng thù dai, chứ không lôi ra được đạo lý gì. Chuyện đã đến mức độ này, kết thù thì kết thù. Chỉ cần đi ra ngoài trên tay chúng ta còn có thực lực nắm lấy thế cuộc, chút thù riêng đó chẳng có gì ghê gớm. Dù sao cũng không bằng việc chúng ta chết ở chỗ này chứ. Tư đồ diệu cười khổ, thù riêng, đắc tội hết mọi người một lượt, khiến tất cả nổi giận, vậy thì không phải thù riêng nữa. Rất có thể sẽ khiến tất cả hợp tác đối phó với ngươi. Người có từng nghĩ đến hậu quả không vậy, như hữu đạo giơ tay vỗ vỗ lưng vị trưởng môn này. Ngài yên tâm, trước khác nay khác, các phái đều thức thời vô cùng hợp tác đối phó ta là không thể ta sẽ không để cho họ có cơ hội đó thấy hắn chắc chắn như thế từ đồ rượu à một tiếng hỏi nói thế là sao thiên cơ không thể tiết lộ nghiêu hữu đạo chỉ chỉ lên trời miệng nhếch lên cười quỷ dị trong đầu hiện lên gương mặt ngọc thương chỉ cần hắn sống ra khỏi đây hiểu nguyệt các sẽ khởi binh nước triệu sẽ phải đối mặt với yêu lo bị diệt quốc thế cuộc thiên hạ sắp xuất hiện đại biến thế lực mà hắn nắm trong tay cũng không phải củ cải trắng chỉ sợ có người cầu hắn còn không kịp đâu ra tâm tư hợp tác chơi hội đồng hắn thấy hắn không nói tư đồ diệu cũng hết cách nhưng vẫn có lòng nhắc nhở lão đệ cứ tiếp tục như vậy cả thế gian đều là kẻ địch như hữu đạo cảm khái nói trưởng môn tư đồ đi đến nước này cũng không phải mong muốn của ta nếu đã bị ép đến mức này đối địch với cả thế gian cũng không phải là chuyện xấu có người đối mặt với mấy chuyện đó còn có đường lùi nhưng có người lại không cách nào chống cự tư đồ diệu nghe không hiểu hỏi lão đệ nói vậy có ý gì nghiêu hữu đạo lắc lắc đầu không nói tỉ mỉ cũng khó nói có sự lo lắng chỉ có nội tâm hắn mới hiểu được hắn không sợ tranh tài trong quy tắc đối với người khác chỉ sợ những kẻ nắm quy tắc có thể khống chế quy tắc bất cứ lúc nào kia nếu vậy cũng không thể giết chết hắn hắn sợ bản thân sống sót ra ngoài sẽ quét sạch thế diện của toa như lai khiến toa như lai không vui chỉ có thể tiếp tục tìm đường đi trên con đường chết là phải làm địch với cả thế gian này như vậy còn có thể đọ với toa như lai like một phen. Hiện giờ không có gì nguy hiểm hơn so với việc tránh thoát tai nạn toa như lai like này. Cũng không ai có thể cảm nhận được áp lực phải tìm đường sống trong chỗ chết như hắn lớn đến bao nhiêu, chỉ có một mình hắn yên lặng chịu đựng. Vẫn chưa nói rõ ràng nên tư đồ rượu dò hỏi, lão đệ, người gọi riêng ta đến đây không phải chỉ để tán dóc với ta đấy chứ. Như hiểu đạo, dĩ nhiên không phải, ta muốn cùng tư đồ trưởng môn thảo luận về kế hoạch tiếp theo, muốn nghe thử tư đồ trưởng môn có cao kiến gì không. Tư đồ diệu vội khoát tay, ngươi đừng thảo luận với ta, cách chơi này của ngươi trong lòng ta thực sự không nắm chắc, ta cũng chẳng có cao kiến gì. Ta nghĩ trong lòng ngươi đã có dự định rồi, cứ nghe theo ngươi đi, ta rửa tai lắng nghe đây. Như hữu đạo, nếu tư đồ trưởng môn đã khiêm tốn như vậy, ta cũng không khách khí nữa. Bước tiếp theo ta chuẩn bị để lộ hành tung của chúng ta, để thế lực chư quốc liên thủ vây quét chúng ta, ông cảm thấy thế nào? Ồ, tư đồ diệu vội vàng nhìn xung quanh, lão đệ, Người đùa có phải hơi lớn quá rồi không, không cần phải tự gây phiền toái cho mình như vậy chứ. Nghiêu hiểu đạo, không phải tự tìm phiền phức, mà là để giải quyết phiền phức. Giờ ta đang muốn chấm dứt hành động tìm kiếm linh chủng của chư quốc, những chuyện chúng ta đã làm với chư quốc, còn cả một lượng lớn linh chủng chúng ta cướp được đã đủ để hấp dẫn bọn hắn tới rồi. Tư đồ diệu không theo kịp tư duy của hắn, khó hiểu hỏi tại sao. Nghiêu hiểu đạo, đạo lý rất đơn giản, chúng ta đã cướp được linh chủng của bốn nhà, cộng thêm bản thân mấy người hải ngoại này, giờ số lượng linh trùng thu thập được trong tay hẳn còn nhiều hơn các nước, chúng ta đã chiếm ưu thế, cho nên không thể để chư quốc lùng sụp thêm nữa. Nếu như để số lượng trên tay bọn hắn tiếp tục tăng lên, một khi nhà nào đó thôn tính được nhà khác, ưu thế số lượng linh trùng trên tay chúng ta rất có thể sẽ không còn tồn tại, chúng ta nhất định phải đảm bảo vẫn giữ được ưu thế hàng đầu trong tình huống bọn hắn thôn tính lẫn nhau, sau này mới có thể thoải mái ứng đối các loại tình huống được. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải kết thúc hành vi lùng sục của bọn hắn. Tư đồ diệu càng thấy khó hiểu, không phải ngươi vẫn muốn tiếp tục dụ dỗ để cướp đồ từ tay bọn hắn sao? Trong tay bọn hắn nhiều thêm một chút, ngươi cũng sẽ càng lấy được nhiều hơn, vẫn có thể giữ được ưu thế dẫn đầu cơ mà. Mục tiêu hành động lớn không thay đổi, nhưng quá trình chấp hành cụ thể cần phải tùy cơ ứng biến, không thể đã định rồi là không thay đổi. Như hữu đạo hất cầm về phía những yêu ma quỷ quái đã bị quét sạch trên chiến trường, đã chết bao nhiêu người rồi chỉ mới vài trận mà đã tổn thất gần 500 người, chỉ còn lại 1.000 người. Phải thay đổi kế hoạch thôi, tình hình không lạc quan như ta nghĩ lúc đầu cho nên buộc phải kịp thời điều chỉnh lại kế hoạch hành động, không chưa đủ thực lực để ứng phó với những biến hóa có thể xuất hiện sau này, chúng ta rất khó lấy được thành tích đứng đầu an toàn rời khỏi bí cảnh thiên đô. Tư đồ rượu khẽ vuốt cằm, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cũng nhìn đám yêu ma quỷ quái đang bận rộn vơ vét thi thể kia, dường như giờ bọn hắn vẫn chưa phản ứng lại kịp. Nghiêu hữu đạo, không phải là chưa phản ứng lại kịp, mà liên tiếp nhận được những thu hoạch khổng lồ đã khiến đầu óc choáng váng, cảm thấy có hy vọng nhận được phần thưởng kết xù của hạng nhất. Sau khi tổn thất thêm vài nhân thủ, bọn hắn sẽ phản ứng lại kịp, đến lúc đó kế hoạch của ta có sai sót, bọn hắn sẽ không còn nghe theo ta nữa. Tư đồ diệu, người định làm gì? Nghiêu hữu đạo, kết thúc hành động tìm kiếm linh chủng của chư quốc, lấy bản thân chúng ta làm mồi nhử, hấp dẫn nhân mã chư quốc tới. Đợi bọn hắn vừa đến, chúng ta lập tức thoát thân. Sau khi Trư Quốc mất đi mục tiêu, lại đụng độ nhau sẽ khó tránh khỏi một trận chém giết tranh đoạt, để bọn hắn rơi vào trạng thái tự chém giết, tiêu hao lẫn nhau sớm. Tư Đồ Diệu hiểu ra, Trư Quốc tiêu hao kha khá rồi, bên này vẫn giữ được thực lực tương đương, có thể tùy thời cơ đưa ra rất nhiều lựa chọn, cũng đúng là càng có nhiều phần thắng hơn. Có điều ông ta vẫn nghi hoặc, một khi bị Trư Quốc cuốn lấy, chúng ta còn có thể thoát thân sao? Chương 1185, âm mưu 2. Như Hữu Đạo, ông yên tâm không nắm chắc ta sẽ không tự đem sống chết của mình ra để mạo hiểm như vậy, ta tự có cách giúp người thoát thân. Tư đồ diệu, nếu đã có cách, vì sao ngươi không nói rõ với đám yêu ma quỷ quái kia? Như hữu đạo, ông không thật sự cho rằng ta với bọn hắn kết bái rồi thì bọn hắn chuyện gì cũng sẽ nghe theo ta đấy chứ. Vô ích thôi, tính cảnh giác của bọn hắn rất cao, muốn bọn hắn mạo hiểm lấy mình làm mồi nhử, bọn hắn sẽ không đồng ý. Giờ những việc gì nắm chắc phần thắng và có lợi bọn hắn sẽ làm, Bắt bọn hắn gánh vác nguy hiểm toàn quân bị tiêu diệt, chắc chắn bọn hắn sẽ không đồng ý. Bọn hắn sẽ nghi ngờ có phải ta muốn ngư hại bọn hắn không. Cho nên không thể để cho bọn hắn biết trước, cứ đợi thế đã thành rồi thì tự nhiên có thể bắt bọn hắn thuận thế hành động thôi. Tư Đồ Diệu, ý của người ta hiểu, nhưng muốn hấp dẫn thế lực Trư Quốc phân tán khắp nơi tới, không phải sẽ khiến bọn hắn nghi ngờ sao? Chỉ e sẽ rất khó khăn. Đây chính là nguyên nhân ta tìm Tư Đồ trưởng môn có rất nhiều chuyện chỉ dựa vào mình ta thì không thể nào làm được, ta cần nhân thủ có thể điều khiển. Nghiêu hữu đạo vừa nói vừa đưa cho ông ta một mảnh vải. Tư đồ rượu đón lấy rồi mở ra xem, thấy bên trên có viết tên vài người trong thế lực các nước. Nghiêu hữu đạo giải thích nói, đây là vài nhân thủ nằm vùng bí mật của ta ở chư quốc, ta muốn bắt đầu dùng bọn họ để hoàn thành kế hoạch của ta, giờ ta cần người đáng tin để đi liên lạc với họ. Tư đồ trưởng môn, 30 đệ tử vạn động thiên phủ bên Lê Vô Hoa có thể thoát thân khỏi Yến Quốc không? hành động lần này của hắn chắc chắn sẽ để lộ những người của hiểu nguyệt các cho người ngoài biết, có thể thấy hắn thực sự không còn nhiều lựa chọn nữa. Khá lắm, tư đồ diệu âm thầm kinh hãi, cái thằng này lại có thể cắm được nhiều gian tế trong số những người tiến vào bí cảnh thiên đô của chư quốc như vậy, thấy Nam Châu không hề có hành động gì nhưng không ngờ dưới đáy ngầm còn bố trí nhiều như vậy. Ông ta có thể tưởng tượng được, đây có lẽ là bố cục hoàn thành sau khi tiến vào bí cảnh thiên đô. Đồng thời cũng hiểu được, phải sử dụng 30 đệ tử vạn động thiên phủ bên Yến Quốc để làm chân chạy việc giúp. Hiểu thì hiểu, nhưng vẫn còn lo lắng, đệ tử vạn động thiên phủ chạy đến bên các chư quốc, đợi khi chư quốc lại thấy người của vạn động thiên phủ ta ở bên chỗ ngươi, chẳng phải lê trưởng lão bọn họ sẽ gặp nguy hiểm sao. Nghiêu hiểu đạo, lo lắng thừa rồi, sau khi chuyển thành, đệ tử vạn động thiên phủ lập tức rút lui, bao gồm cả những người bên chỗ các ông, đều phải rút lui trước, sẽ không để người của chư quốc thấy các ông đi cùng ta, nếu không e là sẽ lộ tẩy. Tư đồ diệu hít sâu một hơi, khẽ gật đầu coi như đồng ý. Những việc tiếp theo khá đơn giản, như hữu đạo bí mật dặn dò kỹ càng phương thức thao tác. Làm thế nào để lợi dụng nội ứng ngoại hợp nắm chắc được vị trí của thế lực chư quốc, dùng cách gì để các gian tế cắm vào nội bộ chư quốc giành được tín nhiệm. Chỗ nào không hiểu tư đồ diệu cũng hỏi kỹ lại. Sau khi dặn dò xong, tư đồ diệu còn tinh tế vuốt quanh miệng một lần, đám phù hoa cũng đi tới. Hai vị, đang mưu đồ bí mật gì đấy? Bừa đến, phù hoa đã trêu chọc nói có thể nhận ra, tâm trạng của mấy vị huynh đệ kết bái này đang khá tốt. Chiến lợi phẩm vơ vét được, nhiều hữu đạo mạo hiểm dụ địch này không lấy một xu, đều để mặc bọn hắn tùy ý xử trí, liên tục vơ vét được tài vật của mấy nhà, đương nhiên tâm trạng của đám người này khá tốt. Nhiều hữu đạo cũng không để ý đến lời chiêu chọc này, hỏi xem ra lần này thu hoạch không tệ. Hồng cái thiên lạc cười ha ha đưa hai ngón tay ra, lại có hơn 200 vạn linh trùng tới tay, hiện tại số linh trùng trong tay chúng ta rất có thể đang đứng đầu, xem ra chúng ta có hy vọng giành hạng nhất rồi. Phù Hoa cũng cười nói, ta còn lo sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kết quả phát hiện nhà nào cũng tính tình y như nhau, cả đám đều chỉ muốn ăn riêng một mình, ai nấy cũng đều dễ cắn câu, ha ha, lòng người thật đáng sợ. Lãng Kinh không hỏi Nghiêu Hữu Đạo một câu, tiếp theo, chúng ta có hạ thủ với Vạn Thú Môn, Linh Tông hoặc Thiên Hành Tông không? Ba nhà này chỉ có trăm người thôi, rất dễ giải quyết. Từ đồ Diệu vô thức liếc nhìn Nghiêu Hữu Đạo, trong bố trí của Ngưu Hữu Đạo vừa rồi không có ba nhà này. Ngưu Hữu Đạo có dự định giữ lại dự bị với ba nhà trung lập này, chưa đến lúc bất đắc dĩ tạm thời không muốn động bọn hắn nên lắc đầu nói, ba nhà này tuy người ít nhưng đều là những kẻ tài lực hùng hậu, trên tay chắc có không ít phù triệt giờ tìm bọn họ gây sự rất dễ tạo ra quá nhiều thương vong cho chính chúng ta, tạm thời không động đến bọn hắn, xem thử chư quốc có xuống tay với bọn hắn không đã. Đoạn vô thương, căn đều đều đã luân phiên một lượt rồi, triệu quốc người cũng không động vào, vậy nhà tiếp theo là ai? Nghiêu Hữu đạo, Yến Quốc, có thể liên hệ với tử kim động nội ứng ngoại hợp ra tay với Yến Quốc, trước tiên phải xem thử số linh chủng Yến Quốc giành được rồi tính. Có điều cũng không cần vội, thử xem phản ứng của chư quốc, chúng ta không đánh những trận không nắm chắc. Mấy ngày gần đây bôn ba tranh cướp cũng vất vả rồi, coi như nhân cơ hội chỉnh đốn lại chút đi. Tâm trạng trừ phong bình không tốt lắm, phái người đi lùng sục đã tìm được hiện trường đánh nhau, cũng tìm được những thi thể còn sót lại. Bọn Thái Kim Kỳ hình như gặp một lượng lớn nhân thủ tập kích, đây hiển nhiên không phải nghiêu hữu đạo làm, tình huống cụ thể như thế nào, do ai làm, ông ta tạm thời chưa kết luận được. Sắc trời dần tối, người đi tìm kiếm linh chủng bốn phía lại trở về tập kết. Lê Vô Hoa thỉnh thoảng dò xét xung quanh, tiến đến bên cạnh nghiêm lập, lúc giả vờ nộp linh chủng thu thập được lên liền tiện tay ném một cành cây xuống đất, nói thầm với nghiêm lập nghiêu hữu đạo bảo chuyển cho người một phong thư. Sắc mặt nghiêm lập không thay đổi liếc nhìn ông ta một cái, Đợi sau khi Lê Vô Hoa rời đi, ông ta mới giữ nguyên sắc mặt nhặt cành cây trên mặt đất lên, thi pháp kiểm tra xem trong cành cây có gì, bẻ gãy cành cây, bên trong có một mảnh vải cuốn lại, mở ra xem, bên trong là lời nhắn nhủ của Ngưu Hữu Đạo về vài kế hoạch hành động. Ông ta đợi một lát, nhân lúc đi dò xét xung quanh liền đến bên Lê Vô Hoa, giả vờ hỏi thăm tình hình hôm nay. Lê Vô Hoa khẽ nói, Ngưu Hữu Đạo bảo người sắp xếp cho đám chúng tôi rời khỏi bên Yến Quốc. Nghiêm lập thấp giọng nói, biết rồi, ngày mai các ngươi đi ra từ chỗ ta. Được, Lê Vô Hoa đồng ý, đã không cần phải hỏi lại nhiều, nhân thủ bên tử kim động dĩ nhiên đối phương sẽ tự sắp xếp. Ngày tiếp theo, Lê Vô Hoa sắp xếp cho những người khác trong môn rút lui trước, ông ta là người đại diện vạn động thiên phủ đi theo Yến Quốc lặng lẽ rời đi cuối cùng. Sau khi thuận lợi ra khỏi Yến Quốc, 30 người của vạn động thiên phủ lần lượt gặp nhau ở địa điểm chỉ định. Lê Vô Hoa vừa đến, lập tức tiến hành bố trí bí mật các đồng môn, sau khi dặn dò thỏa đáng xong, cả nhóm 30 người đi về các nơi, chấp hành nhiệm vụ bí mật trưởng môn tư đồ rượu giao. Trưởng lão, đây là tin Lê Vô Hoa bảo truyền cho người. Trên đường tìm kiếm, một đệ tử tiêu giao cung trình một tấm vải lên cho Sơn Hải, Sơn Hải xem xong thì ngẩng phát đầu, trầm giọng nói sao ngươi không cản chúng lại. Đệ tử kia cẩn thận nói, người đến chỉ có một mình, lúc đầu đệ tử cũng không biết chuyện gì xảy ra, đợi khi xem rõ nội dung trên tin, đối phương đã chạy mất rồi. Nghiêm lập một trong những trưởng lão tử kim động đồng hành với các thành viên trung tâm của ba phái hỏi, Lê Vô Hoa. Đã xảy ra chuyện gì? Sơn Hải ném tấm vải trong tay cho ông ta, sau khi nghiêm lập xem xong im lặng không nói. chương 1186, thứ bại hoại ăn cây táo rào cây sung. Trừ phong bình chủ động đưa tay ra lấy mảnh vải xem thử, sau khi xem xong cũng không nói gì, trong việc này ông ta cũng có trách nhiệm. Trên thư không nói gì khác, Lê Vô Hoa chỉ nói đám trưởng môn đã lâu vậy không thấy đâu, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn thân là đệ tử Vạn Động Thiên Phủ không thể ngồi im không để ý, nhất định phải đi tìm, sợ bên này ngăn cản, cho nên không từ mà biệt, hy vọng bên này có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của bọn hắn. Ba người đều chẳng thể nói được gì, người của Vạn Động Thiên Phủ người ta lo cho an nguy trưởng môn nên đi tìm thì chẳng có lý do gì để soi mói người ta. Sơn Hải thì quay đầu nhìn sang trừ Phong Bình, trầm giọng, "Chủ huynh, đệ tử Thái Kim Kỳ huynh, còn cả đám tư đồ rượu." còn cả nhan bảo như đều đồng thời mất tích, rốt cuộc huynh có chuyện gì đang giấu chúng ta sao? Trừ phong bình liền đáp, ta đã nói là ta cũng không rõ là chuyện gì đang xảy ra mà. Nên phản tỉnh nhận sai cũng là chuyện sau khi quay về tông môn, huống hồ đã tạo ra tổn thấy như vậy rồi ông ta chưa chắc sẽ để cho tông môn biết, chuyện dù gì cũng đã xảy ra, có thể giấu giếm thì giấu giếm, ông ta không thể nói ra để cho người ngoài chê cười được, trên thực tế ông ta cũng hoàn toàn không rõ đám thái kim kỳ rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, lại càng không biết rốt cuộc là người phương nào hành hung. Nghiêm lập lạnh lùng liếc nhìn ông ta, trong lòng buồn cười, lại nheo mắt nhìn lá thư trong tay ông ta, thầm cảm khái, ý thức được bố trí của Ngưu Hữu Đạo chắc chắn là kết quả sau những suy tính sâu xa, trình tự cực kỳ kín đáo, ngay cả chuyện đám Lê Vô Hoa thoát thân cũng có thể dùng một cái cớ rất hoàn thiện để che giấu. Ông ta cũng hiểu, người của Vạn Động Thiên phủ trước đây phản bội Ngưu Hữu Đạo, giờ lại bị Ngưu Hữu Đạo kéo trở về, ngay cả 30 người bên này cũng đã rút lui. Lần này rõ ràng Vạn Động Thiên Phủ khăng khăng đi theo Ngưu Hữu Đạo, cũng không biết Ngưu Hữu Đạo đã dùng thủ đoạn gì. Có điều đây cũng là việc đáng để ông ta mong chờ, điều này chứng tỏ trong trận đấu này Ngưu Hữu Đạo lại một lần nữa có thể nghịch chuyển tình thế, một lần nữa khống chế được thế lực Kim Châu, một khi Ngưu Hữu Đạo ra ngoài đầu quân cho Tử Kim Động, Nam Châu và Kim Châu đều sẽ nằm trong phạm vi thế lực của Tử Kim Động, những lợi ích có thể thu hoạch càng nhiều ông ta cũng không thể không âm thầm bội phục năng lực của Ngưu Hữu Đạo, ở nơi như thế này, rơi vào tình cảnh thê lương như vậy mà vẫn có thể đảo ngược được tình thế, lại còn có thể gây ra được sóng gió nữa. Cũng chính vì vậy nên khiến ông ta nhìn thấy một loại khả năng, càng làm ông ta thêm quyết tâm kiên trì ủng hộ Ngưu Hữu Đạo, một lần nữa quay trở lại quỹ đạo chấp hành quyết sách lựa chọn đầu tiên của Từ Kim Động. Với ông ta mà nói, tình hình không ổn thì vứt bỏ Ngưu Hữu Đạo, tình thế có lợi lại giao hảo với Ngưu Hữu Đạo, đây Âu cũng là chuyện thường tình. Đối với người bình thường mà nói, kiểu lựa chọn này cứ lặp đi lặp lại sẽ khiến người ta tức giận, nhưng với những người trong cuộc tranh phong đại thế này mà nói, chẳng có gì kỳ lạ, tất nhiên là phải chọn thứ có lợi cho mình nhất rồi. Sơn Hải vẫn không cam lòng, trầm giọng nói, nhiều người như vậy đi tìm kiếm khắp nơi, chẳng lẽ không ai nhìn thấy bọn hắn chạy đi đâu? Cứ để chúng im lặng bỏ trốn vậy sao? Nghiêm lập buông tiếng thở dài, cái này còn cần phải nói sao? Càng nhiều người thì càng thu hoạch được nhiều linh trùng bọn hắn biết chúng ta sẽ không dễ dàng để bọn hắn rời đi, rõ ràng đã 700 phương nghìn kế từ lâu, vẫn đang chờ thời cơ thoát thân, chắc là bọn hắn tìm được cơ hội, nếu sẽ kinh động đến chúng ta, nếu không nắm chắc cơ hội thoát thân, chắc chắn bọn hắn cũng sẽ không mạo muội rời đi. Tình hình về quốc hiện nay vẫn còn dẫm chân tại chỗ, từ trưởng lão mộc ứng cao của Linh Hư Phủ cho xuống dưới, cả đám người đột nhiên biến mất không thấy đâu. Sau khi điều tra căn cứ vài dấu hiệu của hướng rời đi thì phát hiện tất cả đều gặp phải độc thủ, cũng không biết là ai làm ý thức được có thế lực nào đó đang áp chế người trước, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đang ập tới, thủ chính các và đại nhạc sơn cũng không còn tâm tư đi tìm kiếm linh trùng. Người vội cô lại đề phòng, không còn dám cho người phân tán trên diện rộng nữa. Nghiêm túc cẩn thận thúc đẩy, giờ lại bắt đầu trắng trợn đánh cướp, lúc đầu đối tượng nghi ngờ của bên này là đám chó dại tấn quốc. Siêu tiên định trưởng lão của thủ chính các và tào binh trưởng lão của Đại Nhạc Sơn đang suy nghĩ bàn bạc việc này, phía dưới đột nhiên có người đến báo, hai vị trưởng lão, trưởng lão Lê Vô Hoa vạn động thiên phủ Kim Châu Triệu Quốc tới cầu kiến, cầu khẩn được bái kiến. Cầu khẩn bái kiến, chuyện gì thế này, hai người nhìn nhau, Diêu Tiên định hỏi, có mấy người đến. Đệ tử đáp, chỉ có hắn và hai đệ tử vạn động thiên phủ, tổng cộng ba người. Nghe nói chỉ ba người mới bảo người dẫn tới. Đợi một lát sau, Lê Vô Hoa cùng hai đệ tử vạn động thiên phủ tùy hành đã đi đến, hai bên gặp nhau không tránh khỏi hành lễ. Siêu tiên định, trước đây thấy các người đi theo bên Yến Quốc, sao giờ lại chạy tới gặp chúng ta là có việc gì? Không dối gạt hai vị trưởng lão, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, chúng ta đến để tìm trưởng môn của chúng ta. Lê Vô Hoa bắt đầu kể lại chuyện mình bất đắc dĩ lặng lẽ rời khỏi Yến Quốc, trong lời kể đầy đau khổ, cuối cùng ôm quyền cầu khẩn, chúng ta không thể vứt bỏ trưởng môn mặc kệ, đành bất đắc dĩ giải người đi khắp nơi tìm kiếm nghe ngóng, khẩn cầu về quốc cho biết có nhìn thấy nhóm người trưởng môn của chúng ta không. Hóa ra là như vậy siêu tiên định nói không thấy tung tích để từ vạn động thiên phủ các ngươi nể tình ngươi thành khẩn như vậy nếu thấy người của vạn động thiên phủ sẽ chuyển cáo giúp ngươi đa tạ đa tạ lê vô hoa liên tục cảm ơn tào binh đang nhíu mày suy nghĩ chợt lên tiếng hỏi lê vô hoa ý ngươi vừa rồi là đám trưởng môn các ngươi và cả đám người bên yến quốc đều cùng mất tích mắt siêu tiên định sáng lên ý thức được thâm ý trong những lời này lê vô hoa đúng vậy tào binh mất tích bao nhiêu người Lê Vô Hoa, số lượng cụ thể không rõ, chúng ta chỉ đi theo tùy hành, tình hình bên Yến Quốc cũng không nói cặn kẽ với chúng ta, chủ yếu là người của Linh Kiếm Sơn, chỉ riêng vạn động thiên phủ chúng ta đã mất tích 20 người, số người mất tích hẳn phải đến hàng trăm. Diêu Tiên Định và Tào Binh nhìn nhau, Tào Binh tiếp tục hỏi, nhiều người mất tích như vậy là đã xảy ra chuyện gì? Lê Vô Hoa cười khổ, không biết, có điều tìm chủ trưởng lão của Linh Kiếm Sơn có lẽ là sẽ biết chuyện ta thấy nghiêm trưởng lão của tử kim động và sơn hải trưởng lão của tiêu giao cung đang còn truy vấn hắn ta nhưng hắn ta không chịu nói. Cũng chính vì vậy, chúng ta mới tự rời đi tìm kiếm. Tiền phục thành trưởng lão thiên hỏa giáo tề quốc, lưu hưng cao trưởng lão huyền binh tông và nghiêm lập trưởng lão tử kim động yến quốc, sơn hải trưởng lão tiêu giao cung, trừ phong bình trưởng lão linh kiếm sơn còn đang rằng co với nhau. Tiền phục thành và lưu hưng cao cùng tới, còn cả tất cả những người đến bí cảnh thiên đô của tề quốc, người của hai nước đang rằng co trừ phong bình thầm mắng đám lê vô hoa gây phiền toái cho bên này thiệu phục ba đã tìm hiểu rõ do gặp người của vạn động thiên phủ đi khắp nơi tìm kiếm trưởng môn nên mới chạy tới đây vì sao người của chúng ta mất tích là chuyện của chúng ta chúng ta không cần phải giải thích với các ngươi trừ phong bình cứng rắn trả lời tra hỏi của đối phương chính lúc này đệ tử tiêu dao cung vội vàng chạy vào bẩm báo trưởng lão người vệ quốc tới chúng đệ tử không ngăn được không cần gã ta nói bên này đã nhìn thấy một đám người đang chạy tới trừ phi mắt mù mới không nhìn thấy, siêu tiên định trưởng lão thủ chính các và tào binh trưởng lão Đại Nhạc Sơn đã dẫn người của vệ quốc chạy tới. chương 1187, y như chim non nép vào người một. Sơn Hải nhíu mày, âm thầm suy nghĩ, sao đều tìm tới đây cả rồi, chuyện gì xảy ra vậy? Lông mày nghiêm lập hơi nhíu lại, ánh mắt quỷ quyệt. Ồ, tiền huynh và lưu huynh cũng ở đây à? Nhìn thấy người của nước tề, tào binh bước tới cười lạnh một tiếng. Tiền Phục Thành và Lưu Hưng cao quan sát bên nước vệ, dường như đã nhận ra ý đồ của đối phương lưu hưng cao hỏi sao không thấy mục trưởng lão của linh hư phủ tào binh trả lời thẳng mất tích rồi vì sao không thấy ninh huynh của đại khâu môn lưu hưng cao hừ lạnh cũng không thấy đâu tào binh nếu nói vậy ý đồ chúng ta đến đây không mưu mà hợp ánh mắt của mấy người đều nhìn về phía yến quốc tiền phục thành hừ hừ nói chử huynh giờ xem ra hôm nay ngươi không cho chúng ta câu trả lời không được rồi chử phong bình trầm giọng nói đang uy hiếp ta sao nghĩ hiến quốc chúng ta là bùn nhão dễ nặng đấy à? rõ ràng đang muốn buộc chặt tiêu giao cung và tử kim động cùng đối kháng. nghiêm lập ở bên liếc mắt nhìn ra, một đệ tử nội môn lập tức ra giấu tay sau lưng, thế là ở đó không xa có một đệ tử tử kim động chạy đến, vội vàng bẩm báo nói: trưởng lão, phát hiện có dấu vết một đám yêu ma quỷ quái hải ngoại, hình như đám nghiêu hữu đạo đang ở cùng với chúng. trừ phong bình đang rằng có đột nhiên giật mình, quay đầu lại hỏi nói: người nói cái gì? như hữu đạo đang ở cùng với đám người hải ngoại kia. Đệ tử đó không dám tùy tiện trả lời, nhìn sắc mặt nghiêm lập. Nghiêm lập nói, đừng ấp à ấp úm nữa, nói thẳng đi. Lúc này đệ tử kia mới trả lời trừ phong bình, đúng vậy, như hữu đạo đang ở trong đám bọn hắn. chử phong bình lại hỏi, có bao nhiêu người? Đệ tử kia đáp, cụ thể không rõ, nhưng chí ít hơn nghìn người. Khuôn mặt chử phong bình đen lại, vẻ mặt co quắp, trước đó đã nghi ngờ như hữu đạo, dù sao đám thái kim kỳ cũng đi truy sát nghiêu hữu đạo nhưng lại cảm thấy không đúng một đám cao thủ như thái kim kỳ liên thủ mà chỉ dựa vào nghiêu hữu đạo sao có thể đối phó được giờ những chuyện nghĩ không thông cuối cùng đã có đáp án hóa ra nghiêu hữu đạo cấu kết với đám yêu ma quỷ quái hải ngoại kia chúng gian kế của tiểu tặc rồi sau khi suy nghĩ cẩn thận trừ phong bình vẫn hận dậm chân một tiếng đừng rơi vào tay ta nếu không ta nhất định sẽ chém nó thành ngàn mảnh nghiêm lập cau mày nói trừ huynh huynh có ý gì Trừ phong bình không đáp lại ông ta mà nhìn về phía đám người nước vệ và nước tề, ta nghĩ ta biết mộc ứng cao và ninh vô xảy ra chuyện gì rồi, hẳn là bị đám người như hữu đạo mưu hại. Cả đám hai mặt nhìn nhau, Diêu Tiên định nói, xin chỉ giáo, vì sao lại kết luận có liên quan đến như hữu đạo. Chuyện đã tới nước này ta cũng không giấu chư vị nữa, trước đó bên chúng ta đã từng phát hiện được tung tích như hữu đạo. Trừ phong bình kể lại chuyện nhất ngũ nhất thập trước đây giấu giếm ra, trước đó ta vẫn nghĩ không thông, giờ cuối cùng đã hiểu rõ, như hữu đạo có đám hải người kia làm chó săn bảo vệ mạng đã làm mồi nhử cho đám hải ngoại giúp đám hải ngoại mưu hại chúng ta tên khốn yến quốc chúng ta lại có một tên bại hoại ăn cây táo rào cây sung như vậy trước khi chỉ trích ông ta không nghĩ xem bản thân mình đã làm gì như hữu đạo cũng không thử nghĩ đến chuyện mình cử người đuổi theo giết như hữu đạo trước sơn hải cười hì hì một tiếng chử phong bình người được lắm chẳng trách lại giấu chúng ta không chịu nói hóa ra là muốn một mình nuốt trọn cục thịt mỡ không ăn được thịt lại bị dụng hết răng mình mùi vị có dễ chịu không. nghiêm lập cũng chào phúng diễu cợt, tự bê đá đập chân mình. Chỉ nhân cơ hội bỏ đá xuống giết thôi, ông ta là người biết rõ ràng tất cả những điều mờ ám trong chuyện này, bỏ đá xuống giếng chẳng qua cũng để không ai nghi ngờ mình có dính vào chuyện này mà thôi. Trừ phong bình đã quyết định nói ra thì chuẩn bị sẵn để tiếp nhận những chuyện này, không hề để ý tới lời chế diễu của hai người, hỏi hai người tề vệ các ngươi thấy sao. Đám diêu tiên định còn có thể thấy sao. Trừ Phong Bình đã nói rõ ràng sự việc, hai bên chỉ cần hơi suy nghĩ một chút đều hiểu, Mộc ứng cao và Ninh vô rõ ràng đều như Chử Phong Bình, đều có ý định giữ ăn một mình, vì vậy cũng có kết quả như nhau, nếu không đã không giấu giếm người khác đi tìm chết rồi. Siêu tiên định vừa bực mình vừa buồn cười, lúc trước khi gặp Nhiêu Hiểu Đạo ông ta vẫn còn rất dễ nói chuyện, không hề làm khó Nhiêu Hiểu Đạo, ai ngờ mới đấy Nhiêu Hiểu Đạo đã có thể hạ độc thủ với người nước vệ. Sớm biết như vậy, lúc trước gặp Nhiêu Hiểu Đạo nên trực tiếp giết thẳng là được rồi. Buồn cười là, chuyện này hình như cũng không thể hoàn toàn trách Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo lấy linh chủng ra làm mồi nhử, Mộc Ứng Cao nếu không nổi lòng tham thì sẽ không bị chết giữa đường, nói cho cùng vẫn là Mộc Ứng Cao không đúng trước. Tiền Phục Thành cười lạnh, còn có thể thấy thế nào? Là từ các người muốn chết, trừ phong bình nhắc nhở, các người ở đây có hai nhà rồi, còn cả trong tay đám yêu ma quỷ quái kia nữa, chắc chắn trong tay chúng tập trung phần lớn linh chủng trên tay linh hư phủ và đại khâu môn thu thập được ở Tứ Hải, đây không phải con số nhỏ. Mà đây cũng chỉ là số mà chúng ta biết, có lẽ vẫn còn một số chúng ta không biết. Tên Nhiêu Hữu đạo ăn cây táo rào cây sung kia cấu kết với yêu ma quỷ quái hải ngoại ra tay với tu sĩ bảy nước, làm sao có thể buông tha được. Chuyện trước kia không nói nữa, đầu tiên là do chưa tìm hiểu rõ tình hình, thứ hai là không muốn làm mình khó xử. Giờ thì khác, đã có cơ hội lấy lại thể diện rồi. Nhân số của đám người hải ngoại kia không ít, không ít hơn số người của cả Yến Quốc, chỉ dựa vào một nhà có lẽ ông ta cũng sẽ kiêng kỵ, nghiêm lập và sơn hải chưa chắc đã đồng ý với ông ta đi lấy đá trọi đá nhưng trước mặt có nhiều người của nước tề và nước vệ Ít, ai nấy đều hiểu rõ ý của ông ta muốn liên thủ giải quyết hết đám người hải ngoại kia cướp linh trùng trong tay chúng tào binh đám người hải ngoại này ngay từ đầu đã chủ động kiếm chuyện trước đó ta còn thắc mắc vì sao chúng to gan vậy giờ xem ra là muốn lấy được phần thưởng hạng nhất kia lưu hưng cao thế nên đã trở thành đối tượng dễ lợi dụng tốt nhất của nghiêu hữu đạo ai có thể ngờ nghiêu hữu đạo có thể cấu kết với bọn hắn Điều này chỉ e cũng chỉ có trừ trưởng lão trước đó không ngờ lại có cam đảm ngầm phái người đi hạ sát thủ với hắn mới có thể đoán ra được. Trừ phong bình, giờ nói những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì, ta chỉ hỏi một câu, có làm không? Nhiêm lập lên tiếng ủng hộ, thứ ăn cây táo rào cây sung, thật sự không thể bỏ qua. Sơn Hải nhìn ông ta một cái, thấy ông ta cũng ủng hộ trừ phong bình thì cũng không lên tiếng phản đối. Được những người khác của Yến Quốc ủng hộ, trừ phong bình hơi phấn chấn tinh thần. Kết quả cuối cùng cũng không nằm ngoài dự tính, nước tề, nước vệ, Yến quốc quyết định liên thủ giải quyết hết đám người hải ngoại kia, mặc dù đều biết là đi cướp đoạt nhưng cũng chỉ nói là muốn thanh trừ tên bại hoại như hữu đạo, còn muốn tìm đám yêu ma quỷ quái hải ngoại kia tính sổ. Chuyện đã định, nghiêm lập lập tức hỏi đệ tử tới báo tin kia, như hữu đạo đang ở đâu. Đệ tử kia nói, lúc ấy đệ tử chỉ có một mình, phải quay về báo tin, không tiện theo dõi, chỉ thấy đám như hữu đạo đi về phía đông bắc, có phương hướng mọi chuyện cũng dễ hơn, lúc này ba nước lên kế hoạch lùng bắt, có lực lượng đầy đủ chuẩn bị quang lưới tìm kiếm. Lúc bố trí nhân thủ, nhìn thấy quy mô không nhỏ, Đồng Kim Hoàn tìm được một đệ tử tên Triệu Đăng Huyền của Tiêu Giao Cung hỏi, sao người ba nước lại tập kết với nhau, tạo động tĩnh lớn như vậy là định làm gì? Nàng ta và Triệu Đăng Huyền có quan hệ không tầm thường, nói trắng ra là đã nương thân theo Triệu Đăng Huyền. Trường 1188, y như chim non nép vào người, hai. Không chỉ nàng ta, còn cả an diệu nhi và lâm phi yến nữa ba nữ đệ tử của lưu tiên tông phù vân tông linh tú sơn đều tự tìm chỗ để nương thân ba phái đều cử ra một nữ đệ tử như vậy sau khi bên này ép nghiêu hữu đạo đi các nàng liền hoàn toàn không nơi nương tựa trong thời gian ngắn thì không sao về lâu về dài các nàng thân là nữ nhân ở trong thế giới nguy hiểm này sự bất an và sợ hãi không cần nghĩ vẫn có thể tưởng tượng được có đôi lúc đẹp thật sự cũng không phải chuyện tốt ba phái lưu tiên tông cố ý cử người đi hầu hạ nghiêu hữu đạo tư sắc đương nhiên đều không tệ. Cả đám nam nhân ở đây tịch mịch lâu ngày, cộng thêm ba nàng tư sắc không tệ, có người tìm các nàng hóa giải tịch mịch cũng không có gì là lạ. Lúc đầu ba người còn kháng cự, nhưng ba người chẳng còn cách nào khác, nếu không ai lên tiếng giúp các nàng, chuyện nguy hiểm, chuyện vất vả phần lớn đều sắp xếp các nàng làm. Sau khi ba người bị dày vò một trận, ai nấy đều không thể chịu đựng được nữa, các nàng nhận ra rằng không gì dễ bằng thả lỏng lưng quần của mình, thế là ai nấy đều lần lượt thả lỏng dây lưng quần, tự tìm cho mình đệ tử ba phái lớn tương đối có quyền phát ngôn để nương tựa. Trái phải đều phải tháo lỏng dây lưng quần, trái phải đều muốn trèo cành cao, vậy thì dĩ nhiên phải trèo cành cao nhất. Các nàng muốn nương thân theo các vị trưởng lão chủ sự của ba phái lớn, nhưng ba vị đó dù có lòng nhưng cũng phải chú ý ảnh hưởng, ở cái nơi không gì che đậy xảy ra quan hệ gì cũng không thể che giấu mọi người này, ba người chỉ có thể tìm các đệ tử tương đối có quyền phát ngôn của ba phái lớn để hiến thân lấy lòng. Có người bảo bọc, kết quả dĩ nhiên dễ chịu hơn không cần phải mạo hiểm bôn ba vất vả khắp nơi, chỉ đi theo liên minh trung tâm của nước Yến làm vài chuyện vặt vãnh, cả chặng đường rất thoải mái bình an. Triệu Đăng Huyền phát hiện ra nhiều hữu đạo, gã ta kể đại khái tình hình, đồng kim hoàn giật này cả mình, mấy trăm người thái kim kỳ đều bị nhiều hữu đạo giết. Nhiều hữu đạo có thể tiêu diệt nhiều người của linh hư phủ và đại khâu môn như vậy sao? Nói thật, nàng ta sợ hãi, nàng ta không ngờ nhiều hữu đạo rơi vào tình huống như vậy rồi mà vẫn còn có được năng lực lớn đến thế xử lý được nhiều người của những phái lớn như vậy, dưới cái nhìn của nàng ta, đó là chuyện ngay cả nghĩ nàng ta cũng không dám nghĩ đến. Sau lưng nàng ta túa mồ hôi lạnh, nhớ tới hình ảnh duy ngã độc tôn của Ngưu Hữu Đạo đứng chống kiếm bên ngoài Mao Lư Sơn Trang, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi khó ngăn chặn được. Triệu Đăng Huyền nhìn xung quanh, đưa tay kéo eo nàng ta, bóp mông nàng ta một cái, trêu chọc nói, sao? Sợ rồi à, đồng kim hoàn chủ động ôm lấy gã ta, dịu dàng dựa vào lồng ngực gã ta, tuổi thân nói, triệu lang, chàng không biết đâu, ở Nam Châu, như hữu đạo thực sự quyền thế ngập trời, cho dù là giới tu hành hay giới quyền quý thế tục, không ai dám đối nghịch với hắn, ngay cả trưởng môn của bọn thiếp nhìn thấy hắn còn phải quy củ gọi một tiếng đạo ra, một khi hắn còn sống sót trở ra, chỉ cần nửa câu nói thiếp sẽ phải chết không có chỗ chôn Đến lúc đó còn không biết hắn muốn tra tấn thiếp như thế nào, chàng nói sao thiếp có thể không sợ được cơ chứ. Triệu Đăng huyền hưởng thụ cảm giác ôn hương Nguyễn Ngọc trong lòng, cười ha ha nói, đừng lo, Bây giờ ba nước đang muốn liên thủ thu thập hắn, nàng cho rằng hắn còn có thể sống sót ra ngoài được hay không? Đồng Kim Hoàn, nhưng trong lòng Thiếp Thân thật sự bất an và sợ hãi, trước đây không phải cũng tưởng rằng hắn đã cùng Đường Mạt Lộ sao? Hắn có thể trở thành bá chủ một phương ở Nam Châu, chắc chắn thủ đoạn không tầm thường, Thiếp Thân thật sự sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Triệu Đăng Huyền vỗ vỗ sau lưng nàng ta, cho dù hắn có thể ra ngoài thì đã sao? Giờ nàng đã là nữ nhân của ta, có tiêu giao công ta bảo vệ nàng hắn dám động vào nàng sao? Ra khỏi nơi này, hắn có quyền thế ngập trời ở Nam Châu thì đã sao? Không phải vẫn phải nhìn sắc mặt tiêu giao cung ta để làm việc à? Lui một vạn bước mà nói, nếu hắn thật sự may mắn ra ngoài được, nàng cứ yên tâm, ta sẽ ra mặt đánh tiếng, như hữu đạo hắn cũng sẽ phải ngoan ngoãn để mặt ta mấy phần. Sư môn nàng sẽ càng không dám động tới nàng, nghe gã ta nói vậy, có được lời cam đoan này của gã ta, trái tim đang lo lắng của đồng kim hoàn cũng thả lỏng xuống, Gương mặt đầy dịu dàng nói, "Triệu Lang, thiếp thân là người của chàng rồi, cả đời này đều phải nhờ chàng chăm sóc đấy." "Biết là người của ta là đúng rồi, nàng cứ yên tâm, cho dù ta cưới nàng sẽ hơi phiền phức, nhưng truyền lời cho sư môn nàng để nàng trở thành một người ở trên mọi người trong môn thì vẫn không thành vấn đề." Triệu Đăng Huyền cười ha ha nói, đưa tay nhéo cái cằm đầy đặn của nàng ta. "Bây giờ không phải lúc chàng chàng thiếp thiếp, mau thu dọn một chút, chuẩn bị lên đường đi, sau này nếu có cơ hội" ta sẽ tranh thủ để nàng đích thân đi nhặt xác nghiêu hữu đạo, sau khi nàng trở về cũng dễ bàn giao với sư môn. Vâng, đồng kim hoàn liên tục gật đầu, nghe lời y như con chim non nép vào người vậy. Không chỉ mình nàng ta nghe tin mà sợ hãi, An Diệu Nhi và Lâm Phi Yến cũng rất căng thẳng, đương nhiên cũng đều đã tìm được người Trần An. Nhân mã ba nước liên thủ hành động tìm kiếm, trên đường không tìm được nghiêu hữu đạo và đám người hải ngoại kia mà lần lượt gặp người nước Hàn và nước Tống. Muốn không gặp cũng khó, hai nước hàn tống cũng gặp người của vạn động thiên phủ đi khắp nơi tìm kiếm trưởng môn sau khi được đệ tử vạn động thiên phủ chỉ điểm vị trí liền cố ý đến tìm nước yến nhân mã liên thủ của ba bên yến vệ tề lúc này mới hiểu ra đám người hải ngoại kia không chỉ đánh bại người hai nước tề vệ mà còn cướp bóc của thiên nữ giáo nước hàn và huyết thần điện nước tống số lượng linh chủng trên tay chúng đã vượt quá mức tưởng tượng của bọn hắn ba nước liên thủ lập tức không thể kiềm chế được lửa nóng trong lòng suy nghĩ tìm đám người hải ngoại kia càng trở nên mãnh liệt còn về phần nghiêu hữu đạo trở thành chó săn của đám tu sĩ hải ngoại thì đã trở thành thứ yếu rồi. Yến, Vệ, Tề giấu giếm hai nước Hàn, Tống, không nói chân tướng cho bọn hắn, vì có ba nhà liên thủ đã đủ giải quyết đám người hải ngoại kia, không đáng dung nhập thêm hai nhà nữa để phải chia thêm chén canh. Nhưng tình thế đã không còn là việc bọn hắn có thể chi phối, có người động tay động chân trong bóng tối thế nên rất không may, người của Yến, Tề, Vệ đã rơi vào tay Hàn, Tống trong lúc tìm kiếm, khiến hai nước biết được chân tướng. Hàn, Tống ở ngoài chiến trường đánh nhau đến mức ta sống người chết lập tức liên thủ, chuẩn bị theo đuôi nhân cơ hội làm ngư ông đắc lợi. Đám người hải ngoại kia đã đoạt hết linh chủng trên tay thiên nữ giáo, huyết thần điện, linh hư phủ, đại khâu môn. Rất không may, người Yến, Tề, vệ phái đi tìm kiếm lại rơi vào tay nước tấn, nghe thấy đệ tử báo cáo, thái thúc sơn nhạc trưởng lão khí vân tông lập tức đem người tới, đích thân tra hỏi xác nhận. Tu sĩ trùng hợp bị bắt liên tục cầu khẩn, không dám giấu gì trưởng lão. Trưởng lão, ta chỉ là một tán tu, không phải người của bên nào, làm chân chạy việc bôn ba khắp nơi cũng do tình thế bất đắc dĩ, vẫn mong trưởng lão dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho ta. Được, chỉ cần ngươi đảm bảo những gì ngươi nói là sự thật, lão phu nói lời giữ lời, tha cho ngươi khỏi chết. Thái thúc sơn nhạc hứa hẹn, vung tay lên, cho người áp giải đi, sau đó nhướng mày, tay vuốt sâu trắng, hai mắt tỏa sáng cười lạnh. Được biết trên tay đám người hải ngoại cướp được một lượng lớn linh trùng, làm một vố có thể bằng làm mấy vố, nếu nắm được cơ hội này chắc chắn sẽ tạo dựng được cơ sở giành lấy hạng nhất, lợi ích cực lớn đặt ngay trước mắt, Thái Thúc Sơn Nhạc không thể kiềm chế được, huống hồ Tần Quốc còn chỉ định muốn xử lý Ngưu Hữu Đạo, sao có thể bỏ lỡ được, thế nên ông ta liền hùng hổ dẫn nhân mã nước tấn tiến lên. Chương 1189, tuyệt đối không thể để hắn chạy. Trên đường rất không may lại động độ với nhân mã nước Triệu. Hai bên đồng loạt dừng lại, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đi, Lê Vô Hoa kẹp giữa hai nhóm người chào hỏi một tiếng, dẫn người đệ tử vạn động thiên phủ vội vàng thay đổi phương hướng rời đi. đám người nước triệu cũng gặp đám lê vô hoa giữa đường. vạn động thiên phủ là phản đồ của nước triệu, lại thấy vạn động thiên phủ ít người, há có thể buông tha nên cả đường truy sát đến tận đây. ai ngờ lại đụng độ chính diện với nước tấn. nước tấn là loại người gì ai nấy đều biết. đám người nước triệu trong lòng hơi run rẩy. nước tấn cũng hơi bất ngờ, không ngờ lại đụng độ nhân mã nước triệu đã bị xử lý mất chủ lực nòng cốt ở thiên cốc. còn người thái thúc sơn nhạc xoay vòng lách mình tiến lên, quát lớn, là địch hay bạn. Hay cho câu là địch hay bạn, lời này vừa nói ra, cảm đám người nước triệu liền ngây ra, trả lời như thế nào đây? Nói là địch chẳng phải tự tìm phiền phức sao? Đi, bên nước triệu chuẩn bị bỏ đi chẳng phải địch cũng không phải bạn. Nhưng nước tấn lại không chịu bỏ qua, thái thúc sơn nhạc vung hai tay lên, mấy cao thủ ở hai bên sông lên trước, nhanh chóng cản đường nhân mã nước triệu, không cho nhân mã nước triệu dễ dàng rời đi. Thái Thúc Sơn nhạc lại một lần nữa gọi hàng, là địch hay bạn? Nước triệu đáp lời, không phải địch cũng không phải bạn. Thái Thúc Sơn nhạc, không phải bằng hữu tức là kẻ địch, lưu lại tất thành hậu hoạn, các người tự chọn đi. Nước triệu, là bạn thì sao? Thái Thúc Sơn nhạc, là bạn dĩ nhiên kết minh cùng chống địch. Kết quả cuối cùng là, nước triệu đã kết thành minh hữu với nước tấn, trở thành một nhóm. Bọn hắn thật sự cũng bị buộc bất đắc dĩ, người ta đã nói rõ rồi, không phải bằng hữu tức là địch nhân, căn bản không có lựa chọn thứ ba, không đồng ý thì đánh, người có đánh hay không. Bọn hắn không muốn liều mạng với nước tấn, kết minh cũng là phương thức ứng phó, còn chuyện sau này có trở mặt hay không, bọn hắn cũng chỉ có thể kéo dài xem thử, nói không chừng nước tấn thực sự muốn kết minh thì sao. Nếu thực sự không thể trì hoãn được nữa, vậy thì chỉ có thể liều mạng. Thế là hai nhóm người trở thành một nhóm, cùng chạy tới một mục tiêu, là đích của nước tấn, nước triệu không có quyền phát ngôn, nước tấn nói đi đâu thì đi theo đó hai nhóm người này không đánh nhau mà lại đi cùng nhau đệ tử vạn động thiên phủ núp ở trong khu rừng phía xa quan sát kinh ngạc thốt lên đây là chuyện sớm muộn thôi nước triệu không có chủ lực nòng cốt xử lý mọi việc trong lúc lo sợ chỉ mong được an toàn nhất thời há dám mưu đồ lột ra hổ chứ. lê vô hoa đang quan sát hừ lạnh một tiếng quay đầu lại nói chuyện của chúng ta đã xong đi cả đám cấp tốc rút lui chạy tới nơi gặp mặt nghiêu hữu đạo đã chỉ định lúc này những việc nghiêu hữu đạo dặn dò vạn động thiên phủ coi như đã hoàn thành xong. Đầu tiên vạn động thiên phủ rút toàn bộ người bên nước Yến đi, sau đó lại mượn cớ đi tìm trưởng môn nhà mình vô tình gặp thế lực các nước, dựa theo phương thức liên lạc của Ngưu Hữu Đạo để liên hệ với người của Hiểu Nguyệt Các trong nội bộ các nước, sau đó bàn giao kế hoạch tiếp theo của Ngưu Hữu Đạo. Vậy nên mới có chuyện Hàn, Tống Trùng Hợp bắt được người biết chuyện của Yến, vệ, tề, biết được ý đồ của ba nước. Vậy mới làm cho nước tấn đúng lúc cũng bắt được người biết chuyện, hiểu rõ trong tay đám người hải ngoại kia nắm giữ linh trùng mấy nhà. Trong hàng loạt bố trí, người của vạn động thiên phủ một bộ phận thì trùng hợp gặp gỡ bốn phía, một bộ phận lại làm liên lạc viên với bốn phía, đồng thời dùng thân phận phản đồ nước triệu dụ dỗ nước triệu truy sát. Tai mắt của hiểu nguyệt các bố trí trong các nước bổ sung chấp hành kế hoạch của Ngưu Hữu Đạo, giúp đỡ điều chỉnh, không để kế hoạch của Ngưu Hữu Đạo trạch hướng. Nghiêm lập của Tử Kim Động cũng phối hợp chấp hành kế hoạch của Ngưu Hữu Đạo, cũng hỗ trợ giúp kế hoạch của Ngưu Hữu Đạo không đi trạch hướng. Như hữu đạo bày bố cục diện nhân thủ các bên hỗ trợ liên thủ thúc đẩy thế lực chư quốc trong bí cảnh thiên đô thế lực chư quốc đều không hẹn mà cùng tiến về cùng một hướng địa điểm gặp mặt dự định cuối cùng lê vô hoa đã chạy tới những người khác đều đã tới trước rồi vừa chạm mặt lê vô hoa liền hỏi người đến đông đủ cả rồi chứ đủ rồi có người đáp lê vô hoa nhìn quanh kiểm tra lại nhân thủ không thiếu một ai thực sự đã đến đông đủ liền thở phào một hơi lại hỏi những chuyện đã dặn dò đều làm xong rồi chứ đều làm ổn thỏa rồi tất cả mọi người gật đầu lúc này lê vô hoa khua tay nói đi cả đám một lần nữa chạy tới địa điểm kế tiếp địa điểm gặp mặt đám tư đồ rượu các tu sĩ hải ngoại nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian cũng một lần nữa xuất phát chuẩn bị chạy tới bên nước yến nội ứng ngoại hợp với tử kim động cướp đoạt linh trùng của nước yến như lời nhiêu hữu đạo nói cả đám người hải ngoại đầy hưng phấn nếu có thể cướp được linh trùng của nước yến về tay vậy thì tỷ lệ giành được hạng nhất rất lớn. Giữa đường trời tối, không dễ cảnh giới nên lại một lần nữa ẩn thân. Khi trời hơi sáng hơn, phía vạn động thiên phủ giới bị có người căn cứ theo ký hiệu trên đường chạy tới đón, có tin chuyển đến tay tư đồ diệu. Tư đồ diệu lập tức đi tìm Ngưu Hữu Đạo, tiến đến bên cạnh Ngưu Hữu Đạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thấp giọng nói, bên kia truyền tin tức tới, tất cả đều ổn thỏa. Ngưu Hữu Đạo cũng mở mắt ra, không thể để người các nước nhìn thấy người của vạn động thiên phủ ở đây, nếu không sẽ lộ tẩy, trời vừa sáng, ta sẽ tìm cớ an bài các ông rút lui trước. Tư đồ diệu, người cũng đi cùng chứ. Như hiểu đạo, ta không thể đi, bên này vẫn luôn cảnh giác ta, nếu chúng ta đi hết sẽ khiến bên này hoài nghi, ta ở lại sẽ khiến bọn hắn yên tâm hơn, có ta làm con tin trong tay bọn hắn mới có thể kiếm cớ cho các ông thuận lợi rời đi. Tên này đôi lúc thật sự khiến người ta không thể không thừa nhận là rất trượng nghĩa. Sắc mặt tư đồ diệu hơi thay đổi, nhưng tình cảnh của ngươi thực sự quá nguy hiểm, một khi bị nhân mã chư quốc vây quanh e là mọc cảnh cũng khó thoát thực sự đến tình huống đó đám yêu ma quỷ quái kia sẽ chỉ bo bo lấy mình không quản ngươi đâu nghiêu hữu đạo nguy hiểm cũng chẳng còn cách nào khác ta thật sự không thể đi ta vừa đi chắc chắn khi bọn hắn phát hiện mình bị thế lực chư quốc bao vây thì sẽ nghi ngờ ta có vấn đề linh chủng đều ở trên tay bọn hắn ta nhất định phải giành được sự tín nhiệm của bọn hắn sau khi bọn hắn rời khỏi đây mới giao linh chủng cho ta muốn có được thì phải chịu bỏ ra không còn cách nào khác hai tư đồ rượu buông tiếng thở dài biết hắn vẫn đang nghĩ hết mọi cách để lấy được hãng nhất kia vì thế không tiếc nguy hiểm đến tính mạng như hữu đạo các ông cứ rút lui trước đi gặp đám lê vô hoa trước đi bên chỗ ta ông cứ yên tâm ta có thể sống đến bây giờ không phải tự nhiên mà được ta không dễ dàng bị người ta giết chết vậy đâu tự ta sẽ có cách thoát thân thấy hắn kiên trì tư đồ rượu thở dài vậy được vậy chúng ta tạm thời mặc kệ ngươi chúng ta chờ ngươi tới hội tụ Tự ngươi bảo trọng một chút. Như đã bàn bạc sẵn, sau khi trời sáng, Nưu Hữu đạo giả vờ an bài để đám từ đồ rượu thuận lợi thoát thân từ bên này. Có Nưu Hữu đạo ở đây nên thật sự không hề khiến đám yêu ma quỷ quái này nghi ngờ. Sau khi đám từ đồ rượu thoát thân liền gấp rút lên đường, đi cả chặng đường dài, sau mấy ngày trời thì đã gặp được đám người Lê Vô Hoa. Lúc đến 50 người, giờ vẫn còn 50 người, tốt tốt tốt. Từ đồ rượu liên tục gật đầu, cảm giác rất vui mừng tất cả mọi người bình an vô sự, ai nấy đều rất hưng phấn. Trưởng môn, rốt cuộc nghiêu hữu đạo muốn làm gì? Lê Vô Hoa hỏi, chương 1190, dưới đáy nước này chắc chắn có vấn đề. Một, không nên hỏi, giờ vẫn chưa đến lúc để nói. Tư đồ rượu quay đầu nhìn về phía mình chạy tới, lại buông tiếng thở dài, tên kia cũng không dễ dàng gì, chúng ta đi thôi. Đi đâu, cả đám không kìm được hỏi, đi tới một địa điểm tụ họp, tư đồ rượu gọi cả đám cùng rời đi. Tới địa điểm tụ họp kế tiếp, đám Lê Vô Hoa nghi ngờ, bọn hắn đã liên tục đổi mấy địa điểm tụ họp rồi. Địa điểm tụ họp kế tiếp ở đâu, trong đám người này hiện tại chỉ có tư đồ rượu biết. Cho dù tu sĩ hải ngoại đã cử tai mắt đi theo dõi thế lực chư quốc, nhưng những tai mắt này chỉ theo dõi, chỉ phụ trách để lại ký hiệu theo dõi thôi. Ngay cả bản thân bọn chúng cũng không biết vị trí của hầu hết tu sĩ hải ngoại ở đâu, bởi vậy cũng không biết nhân mã của mình đang sắp đụng phải nguy cơ, không cách nào mật báo kịp thời nhân mã xông thẳng đến nước Yến, kết quả đụng phải nhân mã ba nước Yến, T, vệ liên thủ, đám người hải ngoại lập tức chạy trốn. Dưới sự dẫn dắt phương hướng của Ngưu Hữu Đạo, kết quả lại đụng phải nhân mã nước Tấn liên thủ với nước Triệu, đây đúng là củi khô gặp lửa lớn lập tức bốc cháy. Nhân mã nước Triệu mượn thế nước Tấn gặp Ngưu Hữu Đạo liền lộ vẻ dữ tợn. Hai nhóm nhân mã truy kích suốt chặng đường, hai nước Hàn, Tống đi theo sau Yến, vệ, Tê cũng không chịu cô đơn, cũng lao ra ngoài. Đám tu sĩ hải ngoại trước đó còn ôm giấc mơ giật được háng nhất, đảo mắt đã trở thành đối tượng bảy nước cùng truy sát, mộng đẹp bị phá tan liền lập tức bị đuổi chạy như chó nhà có tang. Tử Kim Động, không phải ngươi nói Tử Kim Động và ngươi cùng một bọn sao. Mau nghĩ cách bảo bọn hắn hỗ trợ, trên đường chạy trốn, phù hoa chiêu cào nhau với Nhiêu Hữu Đạo. Nhiêu Hữu Đạo giống ngược trở lại, dưới tình huống này, ngươi cảm thấy Tử Kim Động còn đi tìm chết sao. Các ngươi đi trước, để ta dụ địch, hai đống lửa, một ngọn núi lớn bốc cháy một ngọn núi nhỏ cũng bốc cháy. Hà Tâm Nho nhìn ngọn núi lớn bốc khói, hai điểm thành một đường thẳng thì lập tức chạy về phía ngọn núi nhỏ. Không phải chỉ một mình y đi mà lần lượt có người lao về phía đó, vì người của Hiểu Nguyệt các cắm vào đã nhìn thấy người của Ngưu Hữu Đạo phát tín hiệu không phải chỉ một mình y. Hà Tâm Nho đi một chuyến nhanh chóng quay ngược trở lại, vội vàng bẩm báo với người bên nước vệ, Ngưu Hữu Đạo đi theo hướng kia, đám người hải ngoại hình như là mồi nhử, hình như linh trùng đều giao cho Ngưu Hữu Đạo, có vẻ đang giúp Nghiêu Hữu Đạo thoát thân. Được nhắc nhở, Nghiêm Lập nhanh chóng cảnh cáo, đán yêu ma quỷ quái có thế lực khác dây dưa, không chạy thoát được đâu, lát nữa vẫn có thể tìm được, giờ chạy tới cướp đoạt, làm không tốt có thể còn gây ra trận hỗn chiến, trước hết để bọn hắn tiêu hao đá đừng để Nghiêu Hữu Đạo nhân cơ hội trốn thoát, đi. Nhân Mã Yến, vệ, tề lập tức thay đổi phương hướng đuổi theo. Nhân thủ lập tức đuổi theo hướng Nghiêu Hữu Đạo rời đi, không lâu sau, quả nhiên đã phát hiện ra Nghiêu Hữu Đạo chỉ thấy nghiêu hữu đạo cóng đủ các túi lớn túi nhỏ đang liều mạng chạy vào trong núi. Nhân mã ba nước liên thủ nhìn thấy thì mừng rỡ, vội vàng tăng tốc đuổi theo. Sau khi thấy có người đuổi theo, nghiêu hữu đạo chó cùng rứt rộng, đột nhiên thay đổi phương hướng, vào tới hẻm núi bên cạnh, trực tiếp thả người nhảy xuống, rơi vào dòng nước xiết của hẻm núi. Mặt nước, dưới nước, hai bên bờ đều phải có người đuổi theo, một nhóm khác chạy lên trước chặn đường, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Trừ phong bình ra lệnh, các nguyên nhân đan xen với nhau, nhưu hữu đạo đã hoàn toàn khiến ông ta thẹn quá hóa giận. ông ta là người không muốn nhưu hữu đạo chạy trốn nhất. nhân thủ ba nước nhanh chóng tập kết phối hợp, một lộ vội vàng chạy tới trước dòng sông chặn đường, hai lộ xuôi theo hai bờ sông thả vải lưới xuống, một lộ kiểm tra trên mặt nước, một lộ lặn xuống nước tìm kiếm. đằng sau có người chặn hậu, quả thực đã bày bố ra thiên la địa võng truy bắt. tiêu như anh cầm kiếm đạp sóng lướt đi trên mặt nước, nàng ta truy sát rất tích cực. Chuyện bị Nhiêu Hữu Đạo từ chối luôn khiến nàng ta sinh hận, nàng ta tự cảm thấy mình đã trở thành câu chuyện cười lớn nhất thiên hạ trong mắt người khác, là kẻ tặng không cũng chẳng ai cần. Bản thân nàng ta cảm thấy phải chịu sự sỉ nhục cực lớn, hận không thể tự tay băm Nhiêu Hữu Đạo thành vạn mảnh. Nhiêu Hữu Đạo nhảy vào trong dòng nước xiết căn bản không kịp chạy trốn, hắn cũng biết trốn không thoát, tiếp tục nhảy xuống như vậy chỉ có một con đường chết, trước tiên phải thi pháp để đánh nát những cái bao lớn thành bụi ở dưới nước. Trong những cái bao lớn này làm gì có linh trùng gì, trong tình huống như thế nào, đám tu sĩ hải ngoại kia không thể giao tất cả linh trùng cho hắn, cũng không thể để hắn đơn độc mang đồ đi. Có điều người ngoài không hiểu rõ quan hệ giữa hắn và đám tu sĩ hải ngoại. Vừa nhảy xuống nước liền hủy diệt chứng cứ, hắn lập tức lặn xuống nước lên bờ ở khúc quanh, thì pháp hộ thể, trên người không dính một giọt nước giấu mình trong một xó xỉnh của rừng sâu. Xoẹt, hắn tiện tay cắm thanh kiếm dựng đứng trên mặt đất, sau đó tay tăng tốc, không kịp chờ đợi, giống như lửa cháy gấp vậy hắn đưa tay vào trong áo móc ra một thứ được cuộn lại thành một khối đây là mặt nạ ngụy trang hai tay nâng lên dính lên trên mặt hai tay lại nhanh chóng sờ sờ trên mặt sau khi dán xong mặt nạ thì lại buông tay kéo đai lưng một cái áo bảo mở rộng y phục kéo rất xuống bộ y phục bên trong tiện tay treo lên thanh kiếm trên mặt đất áo khoác lại được mặc lên người sau đó lại nhanh chóng giật chiếc áo khoác ngoài khác treo trên kiếm mặc mặt vốn được mặc bên trong ra ngoài trong ngoài nhanh chóng thay đổi trong nháy mắt cả người hắn đã thay đổi trang phục trở thành một người khác chỉ trong trước mắt bộ áo đen trên người cùng với hoa văn trên bộ áo đen đại diện cho lai lịch bối cảnh của bộ y phục này phiêu miếu các không sai một trong số các thủ vệ của phiêu miếu các ở lối ra vào trong rừng sâu mất bộ y phục là do bị hắn đánh cắp bắt đầu từ thời khắc bị toa như lai ép lên con đường chết hắn vẫn luôn tìm đủ các khả năng có thể tự vệ vừa tiến vào bí cảnh thiên đô hắn đã nhìn chằm chằm người của phiêu miếu các nếu trái phải đều chỉ có con đường chết còn có gì mà hắn không dám làm. Cho dù không bị toa như lai like ép lên đường chết, có cơ hội này, hắn cũng vẫn sẽ xuống tay, tình cảnh nguy hiểm, hắn nhất định phải tranh thủ đủ cơ hội để sinh tồn. Phát hiện được thứ đồ then chốt như vậy, hắn há có thể dễ dàng buông tha. Người từng dám đến Đại Tuyết Sơn trộm xích dương chu quả mà còn sợ trộm một bộ y phục sao. Lúc trò chuyện với người của phiêu miếu các, hắn đã nắm được vài manh mối nhất định, biết dùng suối kia là nơi dùng nước của các thủ vệ lối ra vào, sau khi ổn định trừ phong bình để tranh thủ thời gian cho bản thân rồi lặng lẽ rời đi, lẻn trở lại bên cạnh dòng suối kia. Hắn đã phục sẵn bên dòng suối kia chờ đợi, đợi 2 3 ngày trời cuối cùng cũng để hắn tìm ra được sơ hở, cuối cùng hắn cũng đạt được ý đồ. Lúc này, sau khi hắn thay đổi xong trang phục với động tác nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt thì không dám nán lại đây quá lâu, vội vàng nhảy lên, vừa trốn vừa sửa sang y phục trên người, lòng vòng một hồi trong rừng, phát hiện tình hình không đúng lại nhảy lên một ngọn cây đứng chắp tay lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh, hai bên đều có người đánh bọc qua, thấy người của Phiêu Miếu Các đang hờ hững quan sát tất thảy, ai nấy nhìn thấy đều sửng sờ một lát rồi cẩn thận từng ly từng tí. Người của Phiêu Miếu Các dường như không muốn nhúng tay vào việc gì, không thèm nhìn họ, xoay người bay đi. Những người đang truy tìm cũng không rảnh quan tâm đến hắn, giờ bắt nghiêu Hữu Đạo là chuyện quan trọng nhất nên tiếp tục làm việc của mình. Chương 1191, dưới đáy nước này chắc chắn có vấn đề. 2 Người đến sau lập tức nhận được mật báo của người bên mình, người hai nước Hàn, Tống lập tức thay đổi phương hướng điều tra, quay trở về đuổi theo Yến, vệ, tề. Sao hai nhóm người kia không đuổi theo? Thái Thúc Sơn nhạc dẫn nhân thủ hai nước tấn, Triệu đuổi theo truy kích đám người hải ngoại liền chú ý đến bên còn lại, ông ta lập tức cảm thấy có gì đó không bình thường. Trưởng lão, Thái Thúc trưởng lão, chờ một chút, có chuyện khẩn cấp. Người truy kích của hai nước tấn, triệu tu vi có cao có thấp, dĩ nhiên có người chạy nhanh, cũng có người chạy chậm, người ở phía sau nhận được truyền lời liền hét lên nghe thấy có tình huống khẩn cấp thái thúc sơn nhạc dừng lại phất tay ra hiệu những người khác tiếp tục đuổi theo tình hình thế nào thái thúc sơn nhạc đợi người phía sau vừa đến liền hỏi người tới lắc đầu nói không biết sau đó chỉ chỉ bày tỏ chỉ giúp phía sau truyền lời chờ một chút lý ngọc đức do hiểu nguyệt các cắm vào bên nước tấn vội vàng chạy tới bẩm báo trưởng lão có thể chúng ta đã bị lừa hẳn đám người hải ngoại kia là mồi nhử của ngưu hữu đạo đám người hải ngoại kia có thể sẽ cắn câu, hẳn chúng đã đem toàn bộ linh trùng giao cho Ngưu Hữu Đạo. Ta còn tận mắt chứng kiến Ngưu Hữu Đạo cõng mấy cái bao lớn. Người của Yến, vệ, tề hẳn cũng đã phát hiện và đuổi theo. Trên đường đến mãi không thấy người của Yến, vệ, tề trở lại, có lẽ Yến, vệ, tề đã xác nhận được đồ ở bên chỗ Ngưu Hữu Đạo. Trên đường ta chạy đến thấy người của Hàn, Tống cũng quay đầu đi, có lẽ cũng phát hiện được gì đó. Ta còn nói sao hai nhóm người kia không đuổi theo, sao có thể để cho một nhà chúng ta chiếm tiện nghi chứ? Sắc mặt Thái Thúc Sơn nhạc hơi co rút, quay đầu hét lớn, dừng lại, đừng đuổi theo. Còn đuổi theo cái quái gì nữa, có đuổi theo đánh đến người chết ta sống với đám yêu ma quỷ quái hải ngoại kia thì cũng chẳng chiếm được gì, xảy ra tử thương còn lợi cho thế lực khác, như vậy cần thiết sao? Cướp linh trùng mới là chủ yếu, đám yêu ma quỷ quái kia chỉ là thứ yếu. Ông ta vừa phát ra hiệu lệnh, những người đang đuổi theo lập tức hò hét truyền lời cho đằng trước âm um, ba tên yêu tu bị đuổi kịp liên thủ với nhau đánh bay một đệ tử khí vân tông nhưng đệ tử khí vân tông bị đánh bay kia sau khi rơi xuống đất lại đánh tới rõ ràng đã chịu một đòn chí mạng nhưng lại giống như không việc gì đây chính là một bí pháp độc môn của khí vân tông tên là liệt diếm kim thân quyết là một môn kỳ công nội ngoại kiêm tu cực kỳ cao minh nghe nói sau khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định sẽ có gân cốt cứng như sắt đau thương bất nhập đây cũng là nguyên nhân khiến đệ tử khí vân tông hung hãn trong tình huống tu vi chênh lệch không lớn không thể triệt để chém chết thì họ giống như đánh không chết, rất giỏi chịu đòn, nhục thân người ta không có nhiều nhược điểm như ngươi, không dễ dàng bị thương, dám liều mạng đấu với ngươi đến cùng. Ngay sau đó một đám đệ tử Khí Vân tông nhào đến cùng liên thủ cuối cùng cũng chém chết ba tên yêu tu bị đuổi kịp kia. Phía sau truyền lời đến rồi, các đệ tử Khí Vân tông đang liên thủ không tiếp tục đuổi theo nữa mà mau chóng quay trở về. Sao không ai đuổi theo nữa? Không cái Thiên đang chạy thục mạng quay đầu nhìn lại phía sau, kinh ngạc hỏi Lãng kinh không không quay đầu lại trầm giọng nói, chẳng lẽ biện pháp dụ địch của Ngưu Hữu Đạo thực sự hiệu quả? Hắn thật sự đã dụ người đi rồi, e là lành ít giữ nhiều. Không cái thiên kinh ngạc nói. Phù hoa lệ nói, hắn đi dụ địch chỉ ít vẫn còn có chút tia hy vọng sống, nếu linh trùng trên tay chúng ta bị cướp, hắn căn bản không qua được ải của phiếu miếu các. Bất kể có phải Ngưu Hữu Đạo dụ địch có hiệu quả không, bên này cũng không dám dừng lại, tiếp tục bỏ chạy như điên. Đối mặt với bảy nước cùng ra tay, bọn hắn thật sự không phải là đối thủ chỉ có thể bỏ trốn nghiêm lập hơi kinh hãi ông ta cũng tận mắt nhìn thấy tận mắt xác nhận người đứng phía trước không xa thật sự là nghiêu hữu đạo không sai đối mặt với nhiều người tìm kiếm như vậy sao lại có thể chạy thoát ông ta không biết rốt cuộc nghiêu hữu đạo muốn làm gì dựa theo kế hoạch của nghiêu hữu đạo ông ta không ngờ nghiêu hữu đạo lại tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm ông biết hấp dẫn thế lực chư quốc vây quét là do một tay nghiêu hữu đạo bày kế nhưng không ngờ nghiêu hữu đạo lại ép mình vào con đường chết có cần phải liều mạng như vậy không? Có điều lo lắng của ông ta dường như hơi dư thừa, tìm tới tìm lui đều không tìm được bóng dáng của Ngưu Hữu Đạo. Không thể nào, có một đống đồ như vậy sao có thể biến mất tâm được? Hắn có thể xé rách hư không sao? Lặn tiếp xuống nước, xới từng tấc đất dưới đáy nước cho ta, bất kỳ xó xỉnh nào, bất kỳ hang động nào dưới đáy nước đều không được bỏ sót. Không tìm được Ngưu Hữu Đạo, trừ phong bình đứng trên hẻm núi tức giận la mắng chỉ huy. Rất nhanh, người Hàn Tống tới, thấy vậy cũng gia nhập tìm kiếm. Cuối cùng, người của nước Tấn và nước Triệu cũng đến, cũng gia nhập tìm kiếm. Trên hai bờ dòng nước xiết của hẻm núi và trong dòng nước trong hẻm núi, trước sau chặn đường, trái phải bao vây, cộng thêm nhiều người tìm kiếm trên phạm vi lớn nhưng vẫn không thấy bóng dáng như hữu đạo. Nghiêm lập tìm một cơ hội, triệu tập ba trưởng lão chủ sự của ba nước lại, nhắc nhở mấy người, xem ra hắn đã trốn thoát rồi. Trừ phong bình, chắc chắn đáy nước này có vấn đề nghiêm lập đừng có vấn đề hay không vấn đề gì nữa vấn đề lớn sắp đổ lên người chúng ta rồi đây này mấy người nhìn về phía ông ta vô cùng khó hiểu tiền phục thành trưởng lão thiên hỏa giáo cao mày hỏi chúng ta vấn đề gì nghiêm lập nhắc nhở không khí có gì đó không đúng các người không phát hiện người của các thế lực khác thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm chúng ta sao một khi tìm tới tìm lui cũng không tìm được người cảm thấy một câu dưới đáy nước có vấn đề của chúng ta có thể bàn giao được hay không bọn hắn sẽ nghi ngờ chúng ta giả vờ cho rằng chúng ta đã đắc thủ, như vậy có hậu quả gì có lẽ không cần ta phải nhắc nhở chứ. Lời này vừa nói ra, mấy người đều âm thầm kinh hãi. Nghe thấy lời nhắc nhở này, mấy người quan sát liền thấy đúng là thế lực khắp nơi hình như thật sự đang thỉnh thoảng để ý bên phía bọn hắn. Cuối cùng, tìm tới tìm lui, người của Yến, vệ, tề đột nhiên lặng lẽ rút lui. Không lặng lẽ rút lui không được, sợ kinh động đến những người khác sẽ nguy hiểm. Đây chính là bố cục nghiêu hiếu đạo bỏ ra nhiều tâm tư để sắp đặt, mong nghiêm lập thúc đẩy kết quả, hắn muốn hoàn toàn phá hủy, kết thúc cuộc tìm kiếm linh trùng của bảy nước để giữ ưu thế số lượng linh trùng trên tay mình. Cộng thêm có người nhắc nhở phù hợp, hành vi quỷ dị của Yến, vệ, tề quả nhiên đã đánh thức người trong mộng. Ví dụ từ xưa đến nay, dù cố gắng gian khổ thế nào thì cũng không thể chịu được sự phá hoại của nội gián. Mẹ nó, bị đám cẩu vật giảo hoạt kia đùa bỡn rồi, đi tìm cho ta. Thái Thúc Sơn nhà kịp phản ứng lại đứng trên hẻm núi chửi ầm lên. Ông ta không gấp cũng không được, dù có tìm kiếm bao nhiêu linh trùng thì hẳn cũng không thể nhiều hơn số lượng trên tay ba nước đã bỏ chạy kia. Khí vân tông của ông ta có lợi hại đi chăng nữa cũng không thể xử lý hết những nhà khác. Người ta đâu phải bùn nặn, tổn thất thực lực quá lớn, khí vân tông sẽ không qua được cửa ải ở lối ra. Tóm lại người khác đã bắt đầu tranh đoạt, hơn nữa thu hoạch lại to lớn, ai còn muốn dựa vào cách ngu ngốc tìm kiếm linh trùng để tranh xếp hạng thì có vẻ quá ngu rồi. Muốn tranh hạng nhất, ngoài cướp đoạt đã không còn cách nào khác ai muốn giành hạng nhất nhất, kẻ đó nguy hiểm nhất. Vì lý do an toàn, Hàn, Tống Nhân cơ hội gặp mặt đã móc nối thêm với nước triệu. Nước triệu bị nước tấn lôi vào chuyện này cũng sợ hãi, tuy không có trưởng lão chủ sự nhưng thái độ nhất trí lạ thường, bắt nhịp với Hàn, Tống, nhân lúc có Hàn, Tống ở bên làm chỗ dựa đã quả quyết vứt nước tấn kết minh với Hàn, Tống. chương 1192, Tái tụ họp. Thái Thúc Sơn nhạc tức giận đến mức la hét, nhưng đối mặt với ba nhà liên thủ đối kháng, trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hối hận trước đó không nhân cơ hội đoạt linh trùng trong tay nước Triệu. Đến lúc này, trong bảy nước, Yến, Vệ, Tề đã kết minh liên thủ, Hàn, Tống, Triệu kết minh liên thủ, nước Tấn mất người trợ giúp, trở thành kẻ cô đơn. Biến hóa của thế cục không giống như dự đoán của Ngưu Hữu Đạo. Trên hồ nước Minh Mông vô bờ, một đám tu sĩ Hải Ngoại lần lượt trồi lên từ trong nước, nhảy lên bờ. Cả đám đều đứng trên bờ nhìn ra mặt hồ gợn sóng lăn tăn phía xa. Không chạy nữa, Đoạn Vô Thường nói, hẳn đã cắt đuôi được rồi. Trước đó dù chạy trốn rất lâu, dù đã lâu không còn nhìn thấy truy binh nhưng cả đám vẫn không yên lòng, mãi sau này mới lặn đến vùng nước này. Diện tích thủy vực rất lớn, Truy binh cũng không thể thăm dò được phương hướng bọn hắn bỏ trốn, lúc này mới coi như thật sự yên tâm. Đếm lại quân số, chỉ còn lại hơn 700 người, dưới truy sát của bảy nước, bên này cũng có kẻ chạy nhanh, có người chạy chậm. Những kẻ bị rơi lại e không thể quay về nữa đâu. Không Cái Thiên buông tiếng thở dài. Tất cả mọi người đều hiểu ý gã, tình huống lúc đó, đối mặt với nhiều người truy sát như vậy không thể lo cho những kẻ chạy chậm được, cũng không cách nào quay lại cứu viện, nếu không mọi người sẽ không ai có thể chạy thoát. Dưới sự truy sát của bảy nước, bọn hắn đã tổn hao hơn 300 người. Dưới tình huống bị truy sát, phía trước có mục tiêu đuổi theo, bị đuổi kịp có lẽ không còn ai sống sót được. Có thể thuận lợi thoát thân, hẳn là nghiêu hữu đạo dụ địch thành công, cũng không biết tên đó dở như thế nào. Lãng kinh không cũng buông tiếng thở dài. Phù hoa cũng trầm mặc, nói thật, lúc đầu bọn hắn không tin nghiêu hữu đạo có thể hy sinh bản thân dụ địch cho bọn hắn. Bọn hắn cho rằng tình huống sẽ ngược lại, rất có khả năng nghiêu hữu đạo sẽ để bọn hắn dụ dỗ truy binh yểm hộ cho mình thoát thân. Nhưng khi đó không có lựa chọn nào khác, giữ lấy nghiêu hữu đạo không đi, mọi người đều xong đời, chỉ đơn thuần là còn nước còn tát, trái phải đều khó thoát thì chỉ có thể thử chút xem sao. Không ngờ nghiêu hữu đạo thật sự nói được làm được, thật sự có thể bất chấp sống chết cá nhân giúp bọn hắn dẫn truy binh đi, để bọn hắn trốn được một kiếp. Cho dù vẫn phải chết hơn 300 người, nhưng dù sao cũng tốt hơn toàn quân bị diệt, huống hồ cái này cũng không thể trách được như hữu đạo, có thể làm được đến mức này, như hữu đạo người ta cũng đã cố gắng hết sức rồi, không ai có thể chỉ trích được gì như hữu đạo, ngược lại còn khá cảm động. Không cái thiên sụt xịt nói, bất kể là hắn vì muốn giữ gìn mớ linh chủng này để giành hạng nhất hay thế nào thì chí ít đã chứng minh một điểm, hắn không chơi chiêu gì cả, chúng ta đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, là chúng ta hiểu lầm hắn, hắn thật sự có thành ý hợp tác. Lãng kinh không và đoạn vô thường cũng đều yên lặng gật đầu. Phù hoa thở dài một hơi, nơi này không nên ở lại lâu, đi thôi, đến nơi đã hẹn gặp mặt, xem thử hắn còn có thể sống sót trở về không. Đi dụ địch cướp đoạt gì đó, bọn hắn đã không còn trông mong nữa rồi, đã chơi mệt rồi, cả đám lưu lạc giữa trời đất. như hữu đạo cũng đang lang thang, một thân một mình lang thoang ở vùng đất hoang cổ, Nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, tọa độ sao trời, phân rõ phương hướng đông tây nam bắc, tìm hình dạng đặc biệt của mặt đất mà mình từng thấy để phân biệt rõ nên đi đâu. Khi trời chạng vạng tối thì trốn trong núi, kiếm trong tay cắm trên mặt đất, cởi áo khoác ai tầng ra, tách mặt trong phủ lên chuôi kiếm đang cắm trên mặt đất, áo khoác ngoài màu đen mặt ngoài thì mặc lên, lại lấy áo khoác ngoài trên chuôi kiếm mặc ra bên ngoài. Sau khi mặc xong quần áo, hai tay bưng lấy mặt, bóc mặt nạ trên mặt ra, cuốn lại nhét vào trong tay áo cả người khôi phục trang phục ban đầu, cũng thở phào một hơi. Dùng thân phận phiếu miếu các chạy trốn lâu như vậy, có lẽ sẽ không bị ai theo dõi, hẳn là đã an toàn. Hắn quay người ngồi xổm bên bờ suối vốc nước tạt lên mặt, sau khi rửa giấy sơ sơ thì uống ngụm nước, lúc đứng dậy liền quay đầu nhìn ánh mắt trời chiếu qua kẽ hở hai núi một cách khó hiểu. Hắn dần dần xoay người đối mặt, chậm rãi giang hai tay ra, nhắm mắt ôm lại, ôm lấy tia sáng kia. Tia sáng cũng chiếu lên hắn, kéo dài cái bóng nghiêng nghiêng cô độc của hắn, cũng khiến những giọt nước trên mặt hắn long lanh rực rỡ. hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, không còn lưu luyến tia sáng kia nữa, dứt khoát cầm kiếm trong tay, bay lượng về phía đỉnh núi, đáp lên ngọn một cây đại thụ. như hữu đạo quan sát xung quanh, hơi sắp xếp lại cành lá trên ngọn tay, bện chúng lại như một tấm giường lưới, gối tay nằm lên trên, cảm nhận ánh sáng giữa trời đất đang dần dần biến mất, nhìn bóng đêm đang từng chút từng chút chiếm lĩnh thế gian. thỉnh thoảng có gió thổi, tán cây lắc lư, hắn nằm trên tảng cây cũng lắc lư theo gió nằm trong màn đêm nhìn bầu trời cảm nhận từng ngọn gió lắng nghe tiếng côn trùng kêu vang ở phía xa thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng mãnh thú kêu gào bản thân hắn thì cô đơn lặng lẽ nội tâm thì chẳng cách nào yên bình được vẫn còn đang mãi suy tư trời vừa sáng sau khi phân biệt xong phương hướng hắn lại một lần nữa xuất phát một mình đi giữa núi rừng hoang vắng đi trong mưa gió mười mấy ngày cuối cùng đã gặp được một nhóm người ở địa điểm hẹn gặp mặt đám người của vạn động thiên phủ thấy hắn tới đám người vạn động thiên phủ cũng rất vui mừng. Không có thời gian cụ thể, chỉ bảo chờ ở đây, cảm giác không biết phải chờ bao lâu rất khó chịu, trong lòng không hề có gì gọi là chắc chắn. Nghiêu hiểu đạo cũng chẳng còn cách nào khác, điều bất ngờ gì cũng có thể xảy ra, hắn cũng không thể đưa ra thời gian gặp mặt cụ thể. Giờ cuối cùng cũng nhìn thấy người, trong lòng đám người vạn động thiên phủ cũng vững tin hơn rồi. Người không sao chứ, tư đồ diệu vừa gặp mặt liền hỏi, nghiêu hiểu đạo lắc đầu, mắt liếc nhìn nhân số, cười, xem ra các người cũng vẫn ổn. Tư Đồ Diệu, bên chúng ta không sao, có điều cảm giác đợi người chẳng dễ chịu gì. Nhiêu Hiểu Đạo gật đầu cười cười với Lê Vô Hoa, không nói nhiều, đi thôi. Đi đâu? Tư Đồ Diệu hỏi, đi gặp đám người Tứ Hải. Nhiêu Hiểu Đạo chỉ về một hướng, cứ đi về phía kia, trong vòng ba ngày hẳn là có thể gặp nhau. Tư Đồ Diệu ngạc nhiên, sao các người lại tách ra? Một lời khó nói hết, người nhiều khó giữ bí mật nên Nhiêu Hiểu Đạo không muốn nói nhiều chỉ quảng lại một câu rồi đi dẫn đường. Không đến ba ngày, hai ngày sau một dãy núi mây mù lượn lờ xuất hiện, đám người vạn động thiên phủ không biết đây là đâu, nhiều hữu đạo cũng tới đây lần thứ hai. Đây chính là nơi gặp mặt đám tu sĩ tứ hải lúc vừa tiến vào bí cảnh thiên đô, cũng là nơi nhiều hữu đạo và đám người hải ngoại hẹn gặp mặt lúc tách nhau ra. Tiến vào trong núi, tìm được động phủ kia nhưng không thấy một bóng người, tâm trạng nhiều hữu đạo lập tức nặng nề, chẳng lẽ đám người hải ngoại kia không thể kịp thời thoát thân. Cũng không đúng, Lúc ấy hắn nấp ở phía xa quan sát, thấy thế lực bảy nước đều rút về tìm kiếm theo hướng hắn thoát đi, chẳng lẽ sau đó lại xảy ra chuyện. Chuyện không phải như hắn nghĩ, không lâu sau, tô công gia thuộc hạ của Hồng Cái Tiên xuất hiện, mời đám nghiêu hữu đạo đi cùng gã. Cả đám đi vòng qua dãy núi đi sâu vào một nơi khác mới gặp được đám người tứ hải. Gặp lại, Hồng Cái Tiên hết sức nhiệt tình, luôn mồm khen hay, đi tới đấm một đấm vài ngực nghiêu hữu đạo, sau đó lại ôm cánh tay, lão đệ, giỏi lắm. Sau khi buông ra, như hữu đạo lại hỏi, sao lại nấp ở đây? Phù Hoa cười nói, lúc bị bảy nước truy sát, tổn thất vài huynh đệ, bọn hắn đều biết chỗ, sợ sau khi bọn hắn rơi vào tay bảy nước không giữ được mồm miệng nên phải di chuyển địa điểm. chương 1193, Diệt Triệu 1 Đây là cái cớ, dưới tình huống bị truy sát, bọn hắn mới là mục tiêu, đuổi sát không buông mới là chuyện chính, chẳng ai có tâm tư đi bắt đám tù binh vô dụng kia, rơi lại bị đuổi kịp thì chỉ có đường chết thôi thực ra vẫn là đề phòng Nghiêu Hữu Đạo, sợ Nghiêu Hữu Đạo rơi vào tay bảy nước mồm miệng không cứng nên không dám ở lại chỗ cố chờ. Nhìn thấy đám Nghiêu Hữu Đạo tới, xác nhận đằng sau không có gì dị thường mới cho người lộ diện dẫn bọn họ tới. Nghiêu Hữu Đạo chỉ cần nghĩ chút cũng hiểu rõ, có điều không nói thẳng, nói thẳng ra chứng minh mình thông minh thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, ngược lại còn có thể khiến hai bên không vui nên chỉ cười cười gật đầu. Thấy Nghiêu Hữu Đạo chẳng những bình yên trở về còn dẫn đám người vạn động thiên phủ đến, phù hoa thật sự kinh ngạc, hỏi lão đệ bảy nước nhiều người đuổi bắt ngươi như vậy sao ngươi có thể thoát thân được nghiêu hữu đạo ta bị đuổi đến mức chó cùng rứt rậu nhảy xuống một con sông tình hình dưới đáy nước khá phức tạp nên giúp ta may mắn tránh thoát một kiếp các ngươi không biết tình thế lúc đó thật sự nguy hiểm đến mức nào đâu chỉ có thể nói là ông trời vẫn chưa quên ta đám người tứ hải thổn thức nghĩ cũng có thể nghĩ ra được nhiều người bao vây chặn đánh như vậy sao có thể không nguy hiểm chứ không cái thiên vỗ vỗ bả vai nghiêu hữu đạo coi như an ủi cũng coi như giúp hắn trấn an sợ hãi. Đoạn Vô Thường đối mặt với mọi người nói, giờ chúng ta đã gặp mặt, tiếp theo nên làm gì đây? Nghiêu Hữu đạo tiếp lời, kiếp kia tuy đã nguy hiểm nhưng cũng không phải chuyện xấu. Người của bảy nước đã tụ tập lại vì chúng ta, cả đám ai nấy đều có mục đích riêng, nước Tấn nghèo khổ khao khát hạng nhất, không thể nào chung sống hòa bình với những người khác, muốn không xảy ra chuyện cũng khó, đã làm ra thế này rồi thì chẳng ai còn tâm tư phân tán lực lượng đi tìm kiếm linh trùng nữa. Giờ việc chúng ta cần làm là đừng để bọn hắn tìm được chúng ta, cứ để bọn hắn tự chém giết lẫn nhau, chúng ta an tâm chờ ở đây được, đợi đến khi lối ra của bí cảnh mở thì chạy tới trước." Tư Đồ Diệu nghe vậy trong mắt lóe lên tia cổ quái, yên lặng dò xét đám yêu ma quỷ quái đang chăm chú suy nghĩ. "Phù Hoa trầm ngâm nói, cướp đoạt đến cuối cùng, sau khi linh trùng tập trung trong tay một số người thì e là số lượng trên tay chúng ta vẫn chưa đủ để giành hạng nhất." "Nghiêu Hữu Đạo, chỉ cần tổng số không tăng lên thì tranh lệch sẽ không lớn lắm." Chúng ta vẫn chiếm ưu thế, đến lúc đó xem tình hình rồi ứng đối sau, bên nước Yến còn có nội ứng của chúng ta, chúng ta vẫn còn không gian thao tác rất lớn. Thái Thúc Sơn nhạc tức giận cắn lấy Hàn, "Tống, Triệu Không Thả, như con sói đói, đến chết cũng không buông." Sau khi tỉnh táo lại, Thái Thúc Sơn Nhạc cũng không thể không đối mặt hiện thực, "Yến, Vệ, Tề Kết Minh, Hàn Tống Triệu cũng Kết Minh, một nhà ông ta đi đâu làm gì cũng phải chịu thiệt." cho dù có thể thắng thì tất nhiên cũng phải chịu tổn thất nặng nề, sẽ chỉ để đám người khác chiếm tiện nghi thôi. Đối mặt tình thế như vậy, ông ta nghĩ ra một biện pháp điều hòa, âm thầm liên lạc với nước Hàn và Tốc, khuyên hai nhà cùng giành vị trí 1 2 3, ba nhà liên thủ ôm luôn tiền thưởng 3 giải 1, 2, 3 rồi chia đều tổng số. Trong các kỳ đại hội bí cảnh thiên đô trước, từ sau khi khí vân tông quật khởi tham gia, tỷ lệ giành được hạng nhất phần lớn đều thuộc về khí vân tông. Không thể lấy được hạng nhất với ông mà nói hơi khó xử nhưng địa thế mạnh hơn người, thà làm như thế này dù sao vẫn đỡ hơn xếp hạng áp chót chẳng có được gì. Mà biện pháp này cũng thật sự đả động được nước Hàn và nước Tống, mặc dù hai nước này cũng muốn giành hạng nhất, nhưng lại không ôm hy vọng quá lớn sẽ giành được hạng nhất, phần lớn chỉ nghĩ cứ cố gắng hết sức còn mọi thứ thuận theo tự nhiên. Dựa theo lệ thường, phiếu miếu các sẽ ban thưởng cho ba thứ hạng đầu theo thứ tự là 300 triệu kim tệ, 100 triệu kim tệ, 5.000 vạn kim tệ. Ba thứ hạng đầu cộng lại là 450 triệu kim tệ. Ba nhà chia đều, mỗi nhà được chia những 150 triệu. Như vậy, mặc dù không nhiều bằng 300 triệu hạng nhất, nhưng vẫn nhiều hơn so với 100 triệu hạng hai, phần thưởng không bằng hạng nhất nhưng hơn hạng hai nhiều. Đối với nước Hàn và nước Tống mà nói, lấy được phần thưởng này đã tốt hơn mong đợi lắm rồi, trở về cũng có cái để bàn giao. Đối với Thái Thúc Sơn Nhạc mà nói, thế này trở về tuy không lấy được hạng nhất, nhưng cũng tốt hơn lấy hạng hai, cũng tiện quay về bàn giao. Người khác không biết nhưng ông ta thì biết nước tấn nghèo lại đang âm thầm chuẩn bị khai chiến nước tấn cần tích lũy tài lực nên đã cắt giảm cung cấp tài lực cho khí vân tông hiện nay khí vân tông thực sự rất cần số tiền kia trên dưới toàn phái đều trông cậy ông ta mang tin tốt về nếu không đệ tử khí vân tông cũng đâu cần chạy tới bí cảnh thiên đô để liều mạng ông ta cũng tưởng tượng được vạn thú môn thiên hành tông và linh tông qua loa như thế nào nhưng khí vân tông không có điều kiện như vậy ba phái đó thật sự có tiền không cần phải đem tính mạng đệ tử ra kiếm số tiền này nếu ông không thể đem phần thưởng có phân lượng tương đương về thì sẽ rất khó đối mặt với trên dưới toàn phái ba nhà đàm phán thế này cùng liên thủ cướp hạng nhất hai ba cộng tiền thuộc lại rồi chia đều còn về nước triệu sau khi ba nhà mưu đồ bí mật thì kết quả là bị bài xích ra ngoài bọn hắn chuẩn bị liên thủ xử lý nước triệu có điều tạm thời vẫn chưa động vào nước triệu mà muốn lợi dụng nhân thủ nước triệu cùng ứng phó với yến vệ tề ngoài mặt thì bốn nhà kết minh liên thủ trên thực tế là ba nhà cùng lừa gạt nước triệu, lý do là ba đấu ba không có phần thắng, bốn đấu ba thì rất có khả năng. Ba nhà cùng đưa ra quyết định, nước triệu không thể nào từ chối cũng không dám từ chối, chỉ có thể làm theo. Sau đó, bốn nhà liên thủ toàn diện tìm kiếm tung tích hiến, vệ, tề nhưng kết quả lại có lỗi với sự vất vả của bản thân. Lúc ấy đáng lẽ không nên trốn, trốn rồi thì lại có vẻ chúng ta đang có tật giật mình. Trong rừng núi sâu minh mông, trưởng lão lưu hưng cao của huyền binh tông suýt xoa than thở. Trưởng lão nghiêm lập Guao từ kim động ngồi xếp bằng dưới tàng cây hừ lạnh, tình huống lúc đó, chúng ta giải thích hữu dụng không? Không cho bọn hắn soát người, bọn hắn sẽ tin sao? Là ta có thể vứt bỏ thể diện cho người ta soát người, còn các người có thể vứt thể diện cho người ta lục soát không? Môn phái nào có thể chịu mất mặt như vậy? Nếu không kịp thời rời đi, bốn nhà bọn hắn chắc chắn sẽ liên thủ chơi chúng ta, kịp thời thoát thân, người hẳn nên cảm thấy may mắn mới đúng. Gần đây, ba nhà Yến, vệ, tề luôn nhắc đến chuyện này. Vì chuyện này, giờ ba nhà đang hoàn toàn co đầu rụt cổ, sợ bị bắt gặp, cũng không dám cho người đi tìm linh trùng, chỉ trốn ở đây không dám chạy lung tung. Ta cứ cảm thấy kỳ lạ, lúc ấy chỗ đó đã bị chúng ta bao vây, trên nước dưới nước đều kiểm tra kỹ càng, sao người lại biến mất chứ? Trừ phong bình khó hiểu lắc đầu, đừng nói ông ta, ngay cả nghiêm lập cũng cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc nghiêu hữu đạo đã thoát thân như thế nào, càng nghĩ càng không thể nào tưởng tượng được. Trưởng lão Sơn Hải của tiêu giao cung cũng không nghĩ ra chợt nói một câu, theo như bên dưới nói lại, lúc ấy có một người của phiếu miếu các rời đi, có phải như hữu đạo đã giả mạo người của phiếu miếu các để thoát thân không? Lời này vừa nói ra, mấy người đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía ông ta. Điều này cũng cung cấp cho mọi người một mạch suy nghĩ, nhưng không ai dám chắc chắn, dù sao phiếu miếu các phái người đi điều tra tình hình bí cảnh thiên đô cũng là chuyện bình thường, cũng có người từng tình cờ nhìn thấy. Chương 1194, Diệt Triệu 2 trưởng lão thủ chính các trần trừ nói, giả mạo người của phiêu miếu các tức là tìm chết, như hữu đạo có thể có lá gan lớn đến thế sao? Cái công phu xoay người một cái đã đổi sang trang phụ của phiêu miếu các này, có khả năng sao? Mọi người trầm mặc, không ai dám chắc chắn, nghiêm lập bị suy nghĩ này của bọn hắn làm cho khiếp vía, vội ho một tiếng nói, không thể nào. Trừ phong bình quay đầu lại nhìn, ta thấy rất có khả năng, người dựa vào cái gì mà nói là không thể. Người ấy, bị oán hận làm mê muội rồi nghiêm lập chỉ chỉ ông ta rồi chỉ chỉ đầu mình tự ngươi thử nghĩ cho kỹ xem mỗi người chúng ta lúc tiến vào bí cảnh thiên đô tiến vào thiên cốc phiêu miếu các đều tiến hành kiểm tra từng người xác minh thân phận không chỉ nghiêu hữu đạo bất kỳ ai cũng không thể mang đồ giả vào mà nghiêu hữu đạo khác với chúng ta hắn đã gây ra chuyện ở thiên cốc còn bị phiêu miếu các đưa đi thẩm tra một lần hắn căn bản không thể đưa được đồ giả vào lời là ông ta tự nói tuy là nói giúp nghiêu hữu đạo nhưng sau khi nói ra những lý do này bản thân cũng thật sự cảm thấy có lý, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tâm trạng hãi hùng khiếp phía dần bình tĩnh trở lại. Cả đám nghe vậy trên cơ bản đều khẽ gật đầu, cảm thấy nói có lý. Trừ phong bình trần trừ nói, ở ngoài không có cơ hội, có phải là vào bí cảnh thiên đô rồi mới làm không? Nghiêm lập, người có điên rồi không? Quần áo của phiêu miếu các đều là hàng đặc chế, vừa nhìn biết ngay thật giả, nghiêu hữu đạo đi đâu để làm? Người sẽ không cho rằng nghiêu hữu đạo trắng chọn cướp đoạt từ trên người người của phiêu miếu các đấy chứ? Nếu thật sự làm ra những chuyện này, Phiêu Miếu Các đã huy động nhân lực điều tra từ lâu rồi. Cho dù trong bí cảnh không tiện tra thì tên này vừa ra khỏi bí cảnh sẽ lập tức phát hiện ra động tác khác thường của Phiêu Miếu Các. Chuyện chưa được điều tra rõ, đừng ai mong có thể dễ dàng rời khỏi Thiên Đô Phong. Trừ Phong bình chậm rãi gật đầu, người nói cũng đúng, ra ngoài xem động tĩnh là biết ngay. Nếu bên Phiêu Miếu Các thật sự có vấn đề, 89 phần 10 là không thể thoát khỏi liên quan với tên kia rồi. Nghiêm lập không muốn bên này nhiều chuyện khổ sở nói, chỉ mấy đệ tử bên dưới nhìn thấy, những người khác đều không nhìn thấy, ta không thấy, các ngươi cũng không thấy, trong lòng mấy người chúng ta không nắm chắc. Mấy chuyện thế này không có chứng cứ tốt nhất đừng làm loạn, một khi thật sự chọc vào phiêu miếu các, nhiều hiểu đạo trả đũa lại, nói ngươi vì thù riêng muốn mượn tay phiêu miếu các diệt trừ hắn, phiêu miếu các thật sự tra ra gì đó, nhiều hiểu đạo lại đưa ra được biện pháp thoát thân để chứng minh thì ngươi coi như tự tìm phiền toái rồi nếu ngươi cứ nhất định dây dưa với nhiều hữu đạo vậy thì phải có một đám người tận mắt nhìn thấy. Tóm lại, thái độ của ta là, không có chứng cứ đừng nói lung tung, nếu chử huynh cứ muốn làm lớn chuyện với phiêu miếu các, vậy thì chuyện của chử huynh, ta tuyên bố trước, ta không biết gì cả. Có chuyện gì chữ huynh với phiêu miếu các tự giải quyết, đừng có dính đến ta, ta không nghe không thấy cũng không biết gì khác. Những người khác nhìn nhau, thái độ gì không biết, không lên tiếng cũng là một loại thái độ. Chữ phong bình trầm mặc, ngày tháng thoi đưa, bí cảnh đã mở được 4 tháng, đồng nghĩa với 9 tháng ở ngoại giới nói trôi qua đã trôi qua rồi. Nhân thủ tiến vào thực sự có hạn, trời đất bao la, một đám người thật sự muốn trốn, trong tình huống không có manh mối muốn tìm được không khác nào mò kim đáy biển. Không tìm thấy, cũng không biết nhân thủ yến, vệ, tề trốn đâu, nhân thủ bốn nước khác quyết định trở về, quyết định chấn thủ lối ra của bí cảnh, chờ người đến thì quăng lưới, người của mấy nhà đó không thể cứ trốn mãi ở bí cảnh không quay về. Sau khi quyết định quay về, nước triệu lập tức xui xẻo, tấn, hàn, tống quả quyết ra tay động thủ tập kích nước triệu. Lâu như vậy mọi thứ đều ổn, ai ngờ độc thủ đột nhiên ập tới, tu sĩ trên dưới nước triệu bị giết không kịp trở tay. Đối mặt với tập kích liên thủ của ba nhà, tu sĩ nước triệu không hề có sự chuẩn bị thậm chí còn không thể tổ chức được phản kích hữu hiệu, gần như bị tiêu diệt hết, chỉ có lác đác vài người chạy thoát. Những kẻ chạy thoát không biết nên trốn ở đâu, bi thương bỏ chạy. Nhân thủ hiểu nguyệt các cắm vào nước triệu không một ai may mắn sống sót, toàn bộ đều bị giết. Linh chủng nước triệu cực khổ thu thập rơi vào tay người khác, bị tấn, hàn, tống chia nhau. Sau khi ba nhà đắc thủ lập tức trở về, cũng buộc phải trở về trước, chạy ra như vậy, con đường quay lại cũng tốn không ít thời gian. Sau khi đến khu rừng rậm cổ xưa, ba nhà liên thủ giữ chặt lối ra, ôm cây đợi thỏ. Có điều trước khi bọn hắn đến đã có người tới trước, người của vạn thú môn, linh tông, thiên hành tông đều đã tới, chỉ còn chờ lối ra mở cửa là bước ngay ra ngoài. Ba nhà này cũng không định kiếm khoản tiền này, không muốn vì thế đắc tội với người khác, vốn vì muốn hoàn thành nhiệm vụ nên tới tham gia qua loa, cũng đã liên thủ, đây là hành vi nhất quán của ba nhà. Người của ba nhà đều không nhiều, lúc vào mỗi nhà chỉ có trăm người, tập hợp lại cũng chỉ ba trăm người, mỗi kỳ lúc trở về đều sẽ liên thủ để ứng đối bất chắc. Người mặc dù không nhiều, nhưng ba nhà tài lực hùng hậu, trên tay phù triện rất nhiều, lúc người của bọn hắn phân toán người ngoài có thể đánh lén chiếm tiện nghi của người khác, Đợi khi ba nhà đều tụ hợp một chỗ, không ai dám có hành động thiếu suy nghĩ với bọn hắn, nếu không tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Tấn, Hàn, Tống cũng không có ý định trêu chọc bọn hắn, cũng không dám công khai trêu chọc, mặc dù bên ngoài ba nhà kia không phải thế lực khổng lồ gì, nhưng thực lực cá nhân đều đủ ảnh hưởng đến chiến sự các quốc gia, vẫn nên duy trì thế trung lập với bọn hắn thì hơn. Trên đan bảng, những thứ hạng đầu tiến vào bí cảnh thiên đô trên cơ bản đều đã trở về từ sớm, cũng đầu quân vào ba môn phái trung lập liên thủ này mượn ánh sáng của họ để cùng an toàn rời đi. Ba môn phái trung lập cũng chấp nhận bọn họ, hợp tác tạm thời, có vài cơ ơ thủ giúp đỡ cũng có thể giảm bớt nguy hiểm, là chuyện giúp đỡ lẫn nhau cùng có lợi. Tây môn tình không cũng đã quay lại, ngụy đa tâm trạng xa suốt đi bên cạnh y. Nhan bảo như cũng đã quay trở về, có điều giữa cái dơ chân nhấc tay đã mất đi vẻ tiêu sái tự nhiên ngày xưa, trên người lộ vẻ trầm mặc khác thường. Trên thực tế nàng ta trở về sớm nhất, khi nàng ta trở về ở nơi này còn chưa có ai khác trở về nếu nghiêm lập nhìn thấy nàng ta ở đây chắc chắn sẽ cảm thấy kỳ lạ, vì Ngưu Hữu Đạo đã truyền lời cho bên nghiêm lập, một khi nhìn thấy nhan bảo như trở về nước Yến, giết không tha. Tóm lại không thể để nhan bảo như có cơ hội mở miệng, phải dọa cho nhan bảo như sợ bỏ chạy, ép cho nhan bảo như quay trở về đây sớm. Đây chỉ là một chuẩn bị để phòng vạn nhất của Ngưu Hữu Đạo, dưới tình huống bình thường, xem chừng nữ nhân này sau khi tách người nước Yến quá lâu cũng khó có cách quay trở lại, bên nước Yến cũng không hề để lại ký hiệu gì cho nàng ta tìm kiếm. Dưới tình huống một thân một mình không có tai mắt khác trợ giúp, ở một nơi rộng lớn thế này cũng rất khó tìm được thế lực khác, những thế lực khác cho dù thấy nàng ta cũng sẽ không chủ động bại lộ tung tích. Dù sao nàng ta cũng chẳng có gì đáng để cướp, thực lực lại cao, người ta không cần thiết phải dính vào phiền phức này. Quan trọng nhất là, tình thế của nữ nhân này hữu hạn, lúc đó không biết giữa hắn và đám tu sĩ hải ngoại đã cùng làm những gì, vì thế đã lén theo dõi dẫn đến bại lộ. Theo phán đoán của Ngưu Hữu đạo cộng thêm vài nguyên nhân khác, có lẽ nữ nhân này xung quanh không ai giúp đỡ, dưới tình huống một mình trơ trọi cũng chỉ có thể trở về nơi này. chương 1195, mật báo, đúng như suy đoán của hắn, nhan bảo như đã thực sự quay trở lại đây, đợi vạn thú môn, linh tông và thiên hành tông tới. Bây giờ lại chờ được ba nước tấn, hàn, tống tới. Đối với vạn thú môn, linh tông và thiên hành tông nhan bảo như lộ ra vẻ thâm trầm. Đối với tấn, hàn, tống, ánh mắt nàng ta lóe lên, trông có vẻ dục dịch muốn hành động. Ngụy Đa cũng có vẻ ngo ngoe muốn động với nhân mã của Tấn, Hàn, Tống nhưng lại không dám tới gần, vì không quen thân nên không tiện mạo muội tìm tới. Tây môn tình không biết y đang nghĩ gì, muốn nghe ngóng tình hình như hữu đạo, trước đó khi vừa gặp ba môn phái trung lập vạn thú môn đã từng nghe ngóng, nhưng ba phái đều không có tin tức gì của như hữu đạo. Chờ ta ở đây, Tây môn tình không dặn dò một tiếng rồi đi đến nhân mã bên phía ba nước vừa tới, bên đó ít nhiều y cũng có quen vài người. Sau khi hỏi thăm nghe ngóng một phen, Tây Môn Tình không quay trở về, cũng mang theo tin tức của Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo và đám tu sĩ hải ngoại kia liên thủ, giờ sống chết vẫn chưa thể chắc chắn, có khả năng đã chạy trốn, cũng có khả năng đã chết dưới sự liên thủ vây quét của Yến, vệ, tề. Nói đại khái tin tức một lượt, cảm ơn, Ngụy Đan nửa vui vừa buồn cảm ơn sự hỗ trợ của Y. Vui là vì Ngưu Hữu Đạo đã tìm được một trợ thủ lớn, có khả năng vẫn còn sống. Lo là vì dù Ngưu Hữu Đạo vẫn còn sống, không nói gì khác, chỉ cửa ải trước mắt, chỉ e Nưu Hữu Đạo không thể qua được. Y không thể giúp, chỉ e cho dù Tây Môn Tình không có ra tay cũng không cách nào hộ tống được Nưu Hữu Đạo an toàn ra ngoài. Y cũng thực sự nên cảm ơn Tây Môn Tình không, tìm kiếm linh trùng không phải là mục đích của Tây Môn Tình không, cái Tây Môn Tình không có là thời gian nhàn rỗi. Ngụy Đa ở bên cạnh Tây Môn Tình không lâu như vậy, Tây Môn Tình không đã bỏ rất nhiều công sức giúp y chữa khỏi tật cả năm. Đương nhiên, cũng chưa khỏi hoàn toàn, nói chuyện liên tục vẫn hơi cứng nhắc một chút dù sao cũng là tật xấu nhiều năm nhất thời khó có thể chữa khỏi hoàn toàn tây môn tình không không quan tâm y có cảm tạ hay không chẳng qua chỉ muốn giúp y mà thôi nếu không muốn dù ngụy đa có quỳ xuống cầu xin cũng vô ích biết được nghiêu hữu đạo dày vò trong bí cảnh lâu như vậy còn làm ra nhiều chuyện đến thế bản thân tây môn tình không cũng rất bất ngờ phát hiện sức sống của nghiêu hữu đạo thực sự ngoan cường bị nhấn trên mặt đất dẫm lên dẫm xuống mà vẫn không chết lại còn đào ngược tình thế lăn lộn với đám yêu ma quỷ quái chủ động cướp linh trùng của bảy nước, rõ ràng là không cam tâm bị xử tử hình. Thực ra có một số việc cũng không cần phải đi nghe ngóng, Tấn, Hàn, Tống đều có qua lại với Vạn Thú môn, Linh Tông và Thiên Hành Tông bên này, trong lúc giao lưu qua lại với ba môn phái bên này dĩ nhiên cũng nhắc đến phong thanh của Ngưu Hữu đạo và đám người hải ngoại. Đương nhiên, người của Tấn, Hàn, Tống không để lộ chuyện mình liên thủ tiêu diệt nhân mã nước Triệu nghe thấy đệ tử linh tông bên cạnh bàn luận về chuyện nghiêu hữu đạo nhàn bảo như có đủ các suy nghĩ nàng ta đã biết trước nghiêu hữu đạo cấu kết với đám người hải ngoại có điều không ngờ nghiêu hữu đạo lại đi làm mồi nhử cho đám người hải ngoại dụ người của bảy nước rơi vào bẫy phục kích có một số việc không biết còn đỡ sau khi biết rồi nhàn bảo như vô cùng hối hận hận lúc đó mình quá ngu lúc trước nhìn thấy đám thái kim kỳ bị phục kích hẳn nên nghĩ đến điều này mới đúng đạo lý đơn giản như vậy sao tới bây giờ mình mới hiểu ra chứ nếu ngay từ đầu mình phản ứng kịp thì đã có thể nhắc nhở bên nước yến cũng có thể kịp thời bóp chết mưu đồ của ngưu hữu đạo có thể dồn ngưu hữu đạo vào chỗ chết mình cũng không vì theo dõi mà phải chịu nhục vô cùng nhục nhã nhớ đến hình ảnh mình phải chật vật cầu xin tha thứ thật có thể nói là càng nghĩ càng ảo não thật không ngờ rằng tất cả đơn thuần chỉ là nghĩ nhiều thôi rất nhiều chuyện người ngoài cuộc khó mà đưa ra phán đoán chính xác trong tình huống tin tức không đối xứng e là cho dù chân tướng có bày ra trước mắt ngươi người cũng chưa chắc đã có thể hiểu được. Lui một bước mà nói, nàng ta và Nghiêu Hữu Đạo căn bản không phải cùng một loại người. Nghiêu Hữu Đạo là loại người có thể không động thủ giải quyết vấn đề thì sẽ cố gắng hết sức để không phải động thủ. Nàng ta thì trước khi chưa chịu thiệt, có thể trực tiếp dựa vào vũ lực của mình giải quyết vấn đề thì sẽ không chạy về dùng cách cáo trạng rồi chậm rãi chờ Nghiêu Hữu Đạo đi vào tử lộ, chỉ cần có cơ hội thì vẫn sẽ tiến lên động thủ tùy thời cơ. Trong rừng sâu cổ xưa, phiếu miếu các đang thủ vị trí cửa ra vào trọng tâm. Còn những người khác, tới trước được trước, vạn thú môn, linh tông và thiên hành tông tới trước thì chiếm được vị trí có lợi nhất, chiếm một vị trí cách lối ra gần nhất, một khi lối ra được mở thì có thể thoát thân trước tiên. Sau đến tấn, hàn, tống chiếm cứ nơi tương đối ở bên ngoài. Bọn hắn nhiều người, cũng không cần che lấn hết ở khu vực nhỏ chỗ lối ra, cũng không cần thiết đi giành vị trí với ba phái trung lập. Nhân thủ của bọn hắn bố trí ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ, chặn đường sẵn, chuẩn bị cướp đoạt, khai chiến. Cả đám người ngồi chờ ở đây đều mang ý đồ xấu, người của phiếu miếu các thì thờ ơ lạnh nhạt, không có can thiệp. Trời tối, một dãy của lối ra bắt đều có từng đống lửa, nhan bảo như đi du đáng nhân lúc không có ai chú ý đã biến mất trong bóng tối, lặng lẽ tiếp cận người của Tấn, Hàn, Tống ở vòng ngoài. Nấp một lúc trong xó xỉnh tối om, tìm được cơ hội, sau khi nhan bảo như bắn một thứ gì đó trong tay ra, mau chóng dựa vào địa hình đã mò mẫm lúc đến nhanh chóng lặng lẽ rời khỏi đây. Ai, một đệ tử nước Hàn phát giác ra động tính, pháp lực vội vàng hộ thể, khiến cho thứ đồ đang bắn tới đứng lại giữa hư không, đồng thời nghiêm nghị quát. Mấy con nguyệt điệp lóe ra, lướt về phía thứ đồ lao tới, đồng thời có vài tên đệ tử nước Hàn lao đến nhưng không phát hiện được gì. Đằng sau có những người khác đồng thời nghe được báo động cũng chạy tới đề phòng, tên đệ tử nước Hàn dùng pháp lực hộ thể kia phát hiện trước mắt là một mảnh vải rừng giữa không trung liền đưa tay ra hái miếng vải xuống như hái hoa, mượn ánh sáng của nguyệt điệp chiếu rọi để xem thử không xem thì thôi vừa xem liền kinh hải trên mảnh vải có chữ viết nội dung của chữ viết đã chứng minh có người đang ngầm mật báo với bên này trong bóng tối vội vàng cuốn mảnh vải trong tay lại để từ đó vội vàng rời đi báo tin cho trưởng lão trong môn phái trung tâm liên kết của tấn hàn tống mấy người ngồi vây quanh một đống lửa thái thúc sơn nhạc trưởng lão khí vân tông nước tấn thị như trưởng lão bách xuyên cốc và đao vô phong trưởng lão vô thượng cung nước hàn trình mãn đường trưởng lão lăng tiêu các và phú cư yên trưởng lão liệt thiên cung nước tống mấy người đều đang ngồi trước đống lửa bàn bạc kế sách để phòng vạn nhất lỡ như không thể giành được ba vị trí 1, hai, ba thì sao thương lượng xem có nên lùi một bước tập trung linh trùng của ba nhà cho một nhà giành thứ hạng sau đó cả ba bên lại chia đều phần thưởng ý kiến do bên nước tống đưa ra nước hàn từ chối cho ý kiến bày tỏ có thể cân nhắc thái thúc sơn nhạc thì kiên quyết phản đối lý do phản đối là số lượng linh trùng trong tay thế lực các nơi có thể dự đoán được cho dù không chính xác nhưng cũng không quá khác biệt Ngoài 3 môn phái trung lập, bảy nước mỗi nước có 3 nhà, đám người hải ngoại có thể tính là 2 nhà, tổng số lượng linh trùng tương đương 23 phần. Trên tay Tấn, Hàn, tống vốn có 9 phần, bị tu sĩ hải ngoại cướp đi 2 phần, còn lại 1 phần, nhưng đã liên thủ cướp của nước Triệu, có lại được 3 phần, giờ tương đương trong tay bên này nắm giữ 10 phần. Chương 1196, Tử sĩ 1. Trong tay Yến, vệ, tề cũng có 9 phần, cũng bị tu sĩ hải ngoại cướp đi 2 phần còn lại 7 phần sau đó bốn phần tu sĩ hải ngoại cướp được rất có thể đã rơi vào trong tay Yến, vệ, tề. Trong tay đối phương rất có thể đã lấy được 11 phần, nhiều hơn bên này một phần. Nếu hai phần vốn ở trong tay tu sĩ hải ngoại cũng đã rơi vào tay đối phương, rất có thể đối phương đã lấy được 13 phần. Điểm tranh chấp của vấn đề là ở đây, tình huống lúc đó, tu sĩ hải ngoại có thể đưa hai phần của mình cho nghiêu hữu đạo đem đi sao. Huống hồ cũng không thể xác định đồ có thật sự rơi vào tay Yến, vệ, tề không. Còn nữa, đám người kia chưa chắc đã liên thủ giành thứ hạng, cho nên bên này tập trung linh trùng lại vẫn có hy vọng giành được hạng nhất. Bất kể như thế nào, Thái Thúc Sơn Nhạc vẫn sống chết không đồng ý. Ông ta hiểu rõ tâm tư của Hàn, Tống, dưới tình huống cần thiết có thể an toàn giành được hạng nhất, chỉ cần ông ta vừa nhượng bộ, Hàn, Tống sẽ không dốc sức cùng ông ta đi cướp đoạt nữa, như vậy thì phải làm sao? Nước tấn không giành được hạng nhất, ông ta đã rất khó xử rồi. Linh trùng trong tay ông ta chưa từng bị đám người hải ngoại cướp nhiều hơn so với Hàn, Tống, theo lý mà nói phần thưởng được phân phối phải nhiều hơn một chút, vậy mà đã cúi đầu chia đều phần thưởng với hai nhà này, ông ta đã cảm thấy đủ ủy khuất rồi, sao có thể còn nhượng bộ thêm nữa. Nếu thật sự đồng ý, quay về rất khó bàn giao, bảo trên dưới khí vân tông nhìn mình thế nào đây. Hơn nữa, người nước tấn tới đây không chỉ mình một nhà khí vân tông, khí vân tông không thể ăn quá khó coi được, giành được phần thưởng cũng phải chia một ít cho những người khác, nhượng bộ rồi nhượng bộ vậy rốt cuộc cuối cùng trên tay khí vân tông còn lại bao nhiêu. Thế chẳng phải đi ăn mày luôn sao, tranh luận tới tranh luận lui, lúc trong lòng thái thúc sơn nhạc đang nghẹn lửa giận, đệ tử nước Hàn đi tới, trình lên một tấm vải báo tin cho trưởng lão Bách Xuyên Cốc Thị Như. Sau khi Thị Như xem xong sắc mặt hơi trầm xuống, chủ động đưa tấm vải cho mấy vị khác xem xét, mình thì hỏi thăm đệ tử kia tình huống lúc xảy ra chuyện. Sau khi những người khác xem xong nội dung trên tấm vải thì ai nấy vẻ mặt khác nhau. Nội dung mật báo nói, Ngưu Hữu Đạo đã âm thầm cấu kết với Vạn Thú môn, Linh Tông, Thiên Hành Tông, để tránh lúc mang linh chủng ra sẽ bị cản trở nên đã giao hết linh chủng cướp được và linh chủng của tu sĩ hải ngoại giao cho ba phía trung lập, định lợi dụng ba phái thuận lợi đưa linh chủng ra khỏi bị cảnh, giúp Ngưu Hữu Đạo giành được vị trí hàng đầu để giữ mạng. Không biết là ai âm thầm mật báo, đệ tử kia cũng không thể nói rõ, thị như phất tay bảo đệ tử kia lui xuống, quay đầu hỏi mọi người, việc này, chư vị thấy như thế nào? Tay thái thúc sơn nhạc run run cầm tấm vải, trên này nói một lượng lớn linh trùng đủ để giành được vị trí hàng đầu, vậy rốt cuộc là bao nhiêu mà dám chắc chắn có thể giành được hạng nhất. Chẳng lẽ thu hoạch của bên nghiêu hữu đạo vượt xa dự đoán của chúng ta? Phú cư yên trưởng lão liệt thiên cung nói, thái thúc lão nhi, người không định tin thật đấy chứ. Kẻ truyền tin lén lén lút lút không dám lộ diện, đây rất có thể là đang châm ngòi ly rán, ba phái kia luôn trung lập, sao có thể làm việc này giúp nghiêu hữu đạo. Thái thúc sơn nhạc dương mắt nhìn sang, trên mặt lộ vẻ dữ tợn nói, người đừng quên, ngay từ đầu ai có thể nghĩ đến khả năng đám yêu ma quỷ quái hải ngoại kia có thể giúp đỡ Nghiêu Hữu Đạo. Nhưng hiện thực là, Nghiêu Hữu Đạo đúng là đã cấu kết với đám yêu ma quỷ quái kia. Trình mãn đường trưởng lão lăng tiêu các nói, đây chỉ là người nghĩ vậy mà thôi, lúc này đột nhiên lòi ra bức thư này, người không cảm thấy kỳ quái sao. Thái thúc sơn nhạc, đúng là kỳ quái, nhưng không phải là không có khả năng. Các người có nghĩ tới, cửa ra này ai cũng biết là một kiếp, cho dù nghiêu hữu đạo có cướp được một lượng lớn linh trùng cũng khó có thể thuận lợi đem ra. Phát tay chỉ về phía lối ra, để ba phái đưa linh trùng ra ngoài, đây tuyệt đối là biện pháp giải quyết ổn thỏa nhất. Lời này vừa nói ra, mấy người hoặc nhìn nhau, hoặc trầm mặc không nói, không thể không thừa nhận, cũng khá là có lý, để ba phái kia mang đồ ra ngoài đúng thật là ổn thỏa nhất. Thái Thúc Sơn Nhạc tiếp tục nói, chẳng lẽ đám người hải ngoại kia không biết lối ra là một kiếp. Cướp được nhiều đồ mấy cũng phải mang được ra ngoài mới được, bọn hắn biết rõ khó mang ra ngoài mà vẫn làm, nói rõ điều gì. Nói rõ bọn hắn nắm chắc có thể mang ra ngoài được. Vậy tại sao lại nắm chắc như vậy? Còn có cách nào ổn thỏa và chắc chắn hơn nhờ ba phái kia đưa đồ ra ngoài không? Ông ta lại vẩy vẩy mảnh vải trong tay, cho nên rất có thể đám người hải ngoại kia đã thật sự âm thầm cấu kết với ba phái. Các ngươi thử ngẫm lại xem, một khi cửa ra khởi động ba phái đi ra, cởi trần hoàn toàn chứng minh trên người không có linh trùng, đến lúc đó chúng ta có thể làm được gì? Đến thời khắc đó chúng ta liều mạng đánh chết đi sống lại với bọn hắn không có thứ gì trên người thì có thể kiếm được tiện nghi của người khác sao? Chỉ có thể thả bọn hắn đi mà thôi. Rồi lại lắc lắc tấm vải trong tay, vẻ mặt dữ tợn, kế hoạch tương đối hoàn mỹ. Nếu để đám người hải ngoại kia nghe được phân tích của ông ta, chắc phải lệ rơi đầy mặt, lấy đâu ra kế hoạch hoàn mỹ như vậy chứ? Ngay từ đầu bọn hắn đơn thuần chỉ cảm thấy kế hoạch của Ngưu Hữu Đạo có thể thực hiện được, cảm thấy có thể từng bước dụ giết người của bảy nước, sau khi tiêu hao hết lực lượng của bảy nước thì có thể sẽ đem đồ đánh giết ra ngoài, ai ngờ kế hoạch lại xảy ra sai sót, bị hỏng mất. Đám yêu ma quỷ quái hải ngoại bây giờ đã cùng lên thuyền hải tặc với Nưu Hữu Đạo không thể xuống được, cũng có thể nói là đã đâm lao rồi phải theo lao. Chỉ có thể cùng Nưu Hữu Đạo đi hết con đường rồi tính sau, mấy kẻ cầm đầu còn kết bái huynh đệ với Nưu Hữu Đạo, còn cảm động vì Nưu Hữu Đạo đã liều mình dụ truy binh đi. Bây giờ bọn hắn đang bị dọa đến co đầu rút cổ không dám ló đầu ra, lấy đâu ra kế hoạch hoàn mỹ gì. Sắc mặt mấy người vây quanh đống lửa ngưng trọng, nghe Thái Thúc Sơn nhạc nói vậy thực sự có vẻ đây là một âm mưu được tính toán rất kỹ lưỡng. Đao vô phong trưởng lão vô thượng cung trầm giọng nói, nếu nói vậy, tin tức mật báo này rất có khả năng là thật. Trình mãn đường trưởng lão lăng tiêu các nghi ngờ nói, nếu nói vậy, đồ đang ở trong tay ba phái trung lập kia, ba nước yến, vệ, tề căn bản không cướp được đồ, nếu cướp được đồ, bọn hắn chạy cái gì, trốn cái gì điều này rất không bình thường ai có thể giải thích thử chuyện gì đã xảy ra không lời này vừa nói ra đúng vậy ba nước yến vệ tề chưa cướp được đồ thì chạy cái gì cả đám hai mặt nhìn nhau thái thúc sơn nhạc cũng không biết nói sao hai loại tình huống này hoàn toàn mâu thuẫn không thể nào giải thích rõ ràng được há chỉ giải thích không rõ cả đám ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cảm giác vũng nước trong bí cảnh thiên đô này đã hoàn toàn bị khuấy đục khiến người ta không thể hiểu thấu phương hướng rồi trong mắt Thái Thúc Sơn nhạc trợt lộ ra hung quang, trầm giọng nói, người của ba phái ở ngay phía sau, muốn biết thật giả rất đơn giản, bắt tự ba phái bọn hắn chứng minh sự trong sạch. Lời này vừa nói ra, mấy người hoặc nhíu mày, hoặc trầm ngâm không nói. Trịnh mãn đường hỏi, làm sao để bắt bọn hắn chứng minh? Cho dù có hay không thì bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận, chắc chắn sẽ nói không có chuyện này. Chúng ta còn có thể ép bọn hắn ngoan ngoãn bó tay cho chúng ta lục soát sao? bọn hắn cũng sẽ không thể ngoan ngoãn bó tay chịu lục soát nếu thật sự đồng ý, mặt mũi ba phái biết để ở đâu. Chúng ta có thể cưỡng ép bọn hắn chấp nhận cho lục soát sao? chương 1197, Tử Sĩ 2 Phú Cư Yên gật đầu, muốn cưỡng ép chắc chắn sẽ phải đánh nhau. Tài lực của ba nhà kia, liên thủ lại với nhau có thể dùng tiền đập chết người, chọc vào bọn hắn là tự dước lấy phiền phức, cho dù chúng ta có thể thắng thì cũng chỉ thắng thảm. Thực lực sẽ tổn thất lớn, đừng nói là cướp thứ hạng một, hai, ba, yến, vệ, tề vừa gặp chúng ta cũng sẽ dễ dàng thu thập, chắc chắn sẽ tiêu diệt chúng ta. Thái Thúc Sơn nhạc trao mày, mọi người nói đều có lý, đây đúng là chuyện phiền phức, ba nhà kia thật sự không hề dễ chọc, ông ta không tìm được buông tiếng thở dài, chính bởi vì biết những người khác không dám tùy tiện động vào ba nhà kia, cho nên đám nghiêu hữu đạo mới càng có khả năng mượn tay bọn hắn làm việc. Đao vô phong nói, người có ý gì? Nhất định phải cho ba phái kia biết mặt sao? Ta đại diện vô thượng cung bày tỏ rõ thái độ, muốn tìm ba phái kia gây phiền phức, các người cứ đi, ta không tham gia vụ náo nhiệt này. Ông ta nghiêng đầu nhìn về phía thị như trưởng lão Bách Xuyên Cốc lãnh đạm nhắc nhở một câu, thị như huynh, nên làm như thế nào, bản thân ngươi cũng phải cân nhắc cho kỹ. Thị như hiểu rõ ý ông ta, bọn họ là người của nước Hàn, ở bên ngoài chiến sự của nước Hàn và Tống Quốc đang đến thời điểm then chốt. Thắng lợi trong tầm mắt, lúc này chọc giận ba nhà kia, chỉ riêng ngự thú pháp môn của vạn thú môn và một lượng lớn phù triện của thiên hành tông ủng hộ đã có thể khiến chiến sự lật ngược thế cờ, đến lúc đó bọn họ sẽ không đảm đương nổi trách nhiệm. So giữa cuộc chiến diệt quốc bên ngoài với lợi ích trong này, ông ta vẫn mong ba nhà tiếp tục duy trì trung lập. Cũng giống như vậy, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều hữu đạo ai cũng dám cướp đoạt nhưng không dám tùy tiện cướp của ba nhà kia, không phải lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không trắng trợn trêu chọc vào ba phái kia gương mặt thái thúc sơn nhạc co giật một hồi trong lòng nghẹn lửa giật hỏi chẳng lẽ cứ không nghe không hỏi coi như không có chuyện gì xảy ra như vậy sao thị như chỉ chỉ mảnh vải trong tay thái thúc sơn nhạc mật báo này rốt cuộc do ai truyền đến nếu có thể tìm được người này tự nhiên sẽ giải được đáp án thôi chúng ta không ngại cầm thư này đi tìm ba phái thử xem phản ứng của bọn hắn sắc mặt thái thúc sơn nhạc hơi hòa hoãn lại ừm đáp nói có lý những người khác cũng lần lượt gật đầu tán thành nói làm liền làm ba nhà gọi nhân thủ tương ứng cùng nhau đi tìm vạn thú môn linh tông và thiên hành tông đang canh giữ ở lối ra nhan bảo như ngồi lặng lẽ trong góc thỉnh thoảng lại nhìn người của ba môn phái trung lập rồi lại thỉnh thoảng nhìn khu vực tối đen bên ngoài nàng ta đang chờ chờ người của ba nước ở vòng ngoài tìm đến cũng mong người của ba nước tìm đến mong làm hỏng chuyện của nghiêu hữu đạo hy vọng một hành động có thể dồn nghiêu hữu đạo vào chỗ chết nghĩ đến nghiêu hữu đạo nghĩ đến những hành vi nghiêu hữu đạo đối xử với mình trong lòng nàng ta có một sự bi vẫn khó ngăn chặn được từng hình ảnh khi xảy ra chuyện vẫn còn xoay vòng rõ nét trong đầu nàng ta tên khốn giống như ác ma kia khiến nàng ta hận thấu xương nàng ta vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh lúc mình phải cầu xin tha thứ mình đã khổ sở như thế nào nhớ lại lúc ấy bản thân nàng ta cũng không thể tha thứ cho mình sao mình có thể khuất phục thứ cho đó nàng ta vẫn nhớ y nguyên sau khi mình đồng ý thần phục nghiêu hữu đạo đã sờ vào cổ nàng ta không hề kiên kỵ giống như đang thưởng thứ món đồ thuộc về hắn vậy, sau đó đột nhiên bóp miệng nàng ta, lấy một viên thuốc cứng nhét vào trong miệng nàng ta. Sau khi nuốt xuống, Ngưu Hữu Đạo nói với nàng ta đã cho nàng ta uống khổ thần đan. Nàng ta kinh hãi hỏi hắn, ngươi là người của Hiểu Nguyệt Các. Ngưu Hữu Đạo không trả lời, không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Nàng ta nghi ngờ không biết có phải mình thật sự uống khổ thần đan không, nhưng sau đó như Hữu Đạo đã thả nàng ta đi. Hành động này khiến nàng ta hiểu rõ, hẳn là mình đã uống khổ thần đan, nếu không phải như hữu đạo tự tin có thể khống chế được nàng ta thì sẽ không thả nàng ta đi. Trước khi chia tay, như hữu đạo cho nàng ta giải dược trong thời gian tương ứng, bảo nàng ta uống, nói rằng dược lượng của giải dược đủ để nàng ta kiên trì đến khi rời khỏi bí cảnh thiên đô, chỉ cần nàng ta ngoan ngoãn nghe lời, sau khi ra khỏi bí cảnh thiên đô sẽ cho nàng ta giải dược khác. Nàng ta hỏi như hữu đạo, người có chắc chắn mình sẽ sống sót rời khỏi bí cảnh thiên đô để đưa giải dược cho ta chứ? Dường như Ngưu Hữu Đạo cực kỳ tự tin vào lực uy hiếp của khổ thần đan nên đã tiết lộ vài bí mật, nói đã hợp mưu với vạn thú môn, linh tông và thiên hành tông, bên này thu thập được đủ linh trùng sẽ nhờ ba phái mang ra ngoài giúp, chuyện hắn giành được hạng nhất sống sót rời khỏi đây sẽ không còn là vấn đề. Lúc đầu nàng ta không biết Ngưu Hữu Đạo có thể lấy được đủ lượng linh trùng ở đâu, mãi cho đến ban nãy nghe được vài tin tức phong thanh mới hiểu ra Ngưu Hữu Đạo liên hợp với đám yêu ma quỷ quái hải ngoại trắng trợn cướp đoạt rất nhiều linh trùng của thầy cướp được bao nhiêu linh trùng nàng ta không rõ người không dính đến mấy chuyện này sẽ không thể nào hiểu rõ có điều cuối cùng nàng ta đã hiểu ý nghĩa những lời nhiêu hữu đạo nói lúc đó trước khi hai người chia tay nhiêu hữu đạo đưa cho nàng ta phong thư bảo nàng ta trở về lối ra ở khu rừng rậm cổ xưa đợi người của ba phái kia đến sau đó giao thư cho người nào đó ở vạn thú môn thế là nàng ta tới đây đợi sau khi người ba phái tới nàng tìm được người kia giao thư cho đối phương thư nàng ta đã lén xem là mật tín, đọc không hiểu nội dung. Nhưng từ cử chỉ ngôn hành của người nhận thư có thể thấy, cũng có thể ấn chứng lời của Ngưu Hữu Đạo, quả nhiên Ngưu Hữu Đạo âm thầm cấu kết với ba phái. Nếu như trước đó dưới sự dâm uy của Ngưu Hữu Đạo, bị Ngưu Hữu Đạo công phá ý chí nên khuất phục, sau đó tỉnh táo lại, nàng ta chỉ cảm thấy vô cùng ảo não. Tự tôn của nàng ta không cho phép mình vĩnh viễn phủ phục dưới chân Ngưu Hữu Đạo, nếu thật sự như vậy, sống còn có ý nghĩa gì? Còn chẳng bằng chết đi cho rồi muốn dùng khổ thần đan vĩnh viễn khống chế ta, nằm mơ, trong lòng nhan bảo như oán hận, muốn tiết lộ quan hệ của Ngưu Hữu Đạo và ba phái, nhưng trước mặt ba phái thì không dám, người ta cùng một bọn với Ngưu Hữu Đạo, tiết lộ tức là tìm chết. Đành phải chịu đựng, đợi mãi đến khi người tấn, hàn, tống đến, nàng ta quả quyết ra tay, muốn người ngăn linh chủng của Ngưu Hữu Đạo, phá hỏng chuyện tốt của Ngưu Hữu Đạo, muốn dồn Ngưu Hữu Đạo vào đường chết. Dường như bức thư mật báo kia đã có hiệu quả, nhàn bảo như thấy có người tìm đến, nhìn người của tấn hàn tống chạy tới từ trong bóng tối nàng ta vừa căng thẳng lại hưng phấn còn cả cảm giác khoan khoái sau khi báo được thù ba vị nghe nói các vị cùng đám người hải ngoại kia quan hệ không tệ nghe nói bọn hắn đưa một lượng lớn linh trùng cho các ngươi giành hạng nhất người của hai bên vừa gặp nhau đối mặt với trưởng lão chủ sự của vạn thú môn linh tông và thiên hành tông thái thúc sơn nhạc ngoài cười nhưng trong không cười lớn tiếng ồn ào một câu lời này vừa nói ra từ hỏa trong đám người của vạn thú môn cũng là đại đệ tử của triều kính, là người liên hệ với nghiêu hữu đạo từ trước tới nay không tìm được, ánh mắt cổ quái liếc nhìn nhan bảo như ngồi trong góc. Trước kia từ hỏa được triều kính bí mật dặn dò, y không biết sốt cuộc giữa sư phụ và nghiêu hữu đạo đang dở cho quỷ gì, nhưng lời sư phụ y buộc phải nghe theo. Nhan bảo như đưa tin tới, y xem rồi, nhan bảo như đọc không hiểu nhưng y có thể hiểu. Trong thư, nghiêu hữu đạo có dặn dò vài việc bảo y đi làm. Đương nhiên, Bảo y đích thân đi làm là vạn bất đắc dĩ, y thao tác có thể sẽ hơi phiền toái, tốt nhất là cho một tử sĩ đi làm, chuyện như vậy càng đơn giản thuận tiện càng tốt, cũng càng có sức thuyết phục. Chương 1198, Pha chạm. Tử sĩ Nghiêu Hữu Đạo đã đưa tới cho y, chính là người đưa tin. Nghiêu Hữu Đạo nói, nếu nàng ta không nhảy ra thì thôi, nếu nàng ta cứ nhất định muốn nhảy ra tìm chết vậy thì cứ để mặc nàng ta đi. Lời của Thái Thúc Sơn Nhạc Nhan bảo như đã nghe thấy, đôi mắt liên tục lóe lên ánh sáng biết mật tín của mình có hiệu quả nên rất mong chờ. Dựa vào vũ lực không giải quyết được vấn đề, nàng ta chỉ có thể dùng đầu óc và thủ đoạn để giải quyết, để phát tiết mối hận trong lòng. Thấy đám thái thúc sơn nhạc mang theo người đến, tôn trường hạo trưởng lão vạn thú môn, mai cửu khai trưởng lão linh tông, vương thiên địa trưởng lão thiên hành tông cũng đều có đề phòng, lần lượt chào hỏi những người đối diện. Thái thúc sơn nhạc đột nhiên nói ra câu này, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút nghi hoặc, không biết thái thúc sơn nhạc nói vậy là có ý gì. Mai Cửu Khai Linh Tông nói, Thái Thúc Lão Nhi đang nói cái gì vậy? Thái Thúc Sơn Nhạc hừ lạnh khẽ nói, giả vờ hồ đồ cũng chẳng ích gì đâu, chúng ta không có ý gì khác, chỉ muốn tìm hiểu rõ ràng chuyện này. Vương Thiên Địa Thiên Hành Tông, người tự nói rõ trước đi. Thái Thúc Sơn Nhạc, chẳng lẽ đám yêu ma quỷ quái hải ngoại kia không phải cùng một bọn với các ngươi? Tôn Trường Hạo Vạn Thú Môn, người nói bậy cái gì vậy? Muốn cố ý kiếm chuyện có đúng không? Hừ, Thái Thúc Sơn Nhạc đưa tay ra, đừng nói nặng như vậy tay kia vứt ra một miếng vải, tự các ngươi xem đi. Tôn trường hảo bắt lấy mảnh vải, sau khi xem xong thì im lặng, truyền tay đưa cho hai người khác xem. Sau khi hai người khác nhìn xong đều nhíu mày, Mai Cửu Khai cầm mảnh vải bằng hai ngón tay, hỏi là có ý gì? Đao vô phong trưởng lão vô thượng cung trầm giọng nói, trên này viết rất rõ ràng, có ý gì còn cần phải hỏi chúng ta sao? Mai Cửu Khai, muốn gây chuyện cũng không nên dùng thủ đoạn thấp kém như vậy, tùy tiện viết vài chữ lên mảnh giấy rách là muốn đến hưng sư vấn tội sao. Thị như trưởng lão Bách Xuyên Cốc khoát tay nói, Mai Huynh, người hiểu lầm rồi. Thứ này mới đây không lâu có người đã lén lút từ bên chỗ các ngươi đưa sang chỗ chúng ta, ở bên này trừ người của các ngươi chỉ có người của phiếu miếu các, không thể nào do phiếu miếu các làm chứ. Chúng ta chỉ muốn làm rõ xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Người bên này đưa sang, ba người bị chất vấn vô cùng kinh ngạc, sau khi ánh mắt giao với nhau, Mai Cửu Khai cầm tấm vải xoay xung quanh, quát, "Là ai làm?" Tự Thành thật đứng ra đi, các đệ tử Vạn Thú môn, Linh tông, Thiên Hành tông đều trầm mặc, không ai lên tiếng, cũng không thể có ai đứng ra thừa nhận. Hỏi liên tiếp mấy lần, đều không ai trả lời, Mai Cửu Khai cũng không truy đến cùng mà nói với người chạy tới đây chất vấn, "Chư vị đều thấy đấy, việc này không liên quan đến bên chúng ta." Thái Thúc Sơn nhạt cười ha ha, hy vọng những lời trên này nói đều không phải sự thật, nếu các ngươi nhất định muốn chơi chúng ta, Vậy đừng trách ta không cảnh cáo trước, chúng ta phải cho những đệ tử đã chết của chúng ta một công bằng, nếu có ai giúp kẻ thù của chúng ta tức là cũng đối địch với chúng ta. Đến đây thì dừng, không nói nhiều nữa, quay người rời đi. Chẳng còn cách nào khác, chưa đến lúc bất đắc dĩ, ông ta cũng không dám chọc giận bên này quá, nếu không sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Những người khác cũng lần lượt quay người rời đi, cứ thế bỏ đi à? Nhan Bảo như đứng ngoài quan sát ngạc nhiên, không thấy chuyện mình mong muốn xảy ra khiến cho nàng ta thất vọng thật tình không biết, cách chơi giữa những thế lực bang phái này không giống cách chơi của những tán tu đơn thân độc mã như nàng ta. Không phải chuyện nàng ta có thực lực, có thể đánh bại đối phương là có thể trực tiếp động thủ, những chuyện dính líu và những gút mắc lợi ích rất phức tạp, không giống với ân cửu thoải mái như nàng ta. Nàng ta suýt nữa thì nhảy ra chỉ chứng, nhưng lại không dám, nếu không cũng không cần lén lút mật báo rồi. Nếu thật sự nhảy ra, tức là công nhiên đối nghịch với vạn thú môn, linh tông, thiên hành tông, một tán tu đứng thứ hai đan bảng mặc dù có chút phân lượng nhưng vẫn chưa có tư cách đối nghịch với quái vật khổng lồ như ba phái này. Đợi kẻ gây chuyện bỏ đi, Tôn Trường Hạo, Mai Cửu Khai, Vương Thiên Địa bắt đầu trao đổi riêng. Trước mặt đám thái thúc sân nhạc, ba người sẽ không truy cứu quá sâu để người ta thừa cơ hội làm rối loạn bên phe mình, người vừa đi rồi thì phải làm cho rõ ràng. Là ai làm thì tốt nhất tự đứng ra, chỉ cần thành thực thừa nhận, ba người chúng ta có thể đảm bảo, chỉ cần nói rõ nguyên nhân, Chúng ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, đảm bảo không truy cứu. Ngược lại, nếu đợi chúng ta tra ra được, có muốn thừa nhận thì cũng đã muộn. Mai Cửu Khai nghiêm nghị cảnh cáo, nhưng vẫn không có ai đứng ra thừa nhận. Đã nói đến nước này, không nhìn thấy kết quả mình hy vọng, ba phái lập tức triển khai thẩm tra. Tra tới tra lui chỉ dựa vào một mảnh vải rất khó tra được điều gì. Từ đầu tới đuôi không ai thừa nhận, cũng sẽ không có người thừa nhận, Nhan Bảo như cũng không dám thừa nhận là mình chơi bọn họ như vậy rõ ràng là muốn tìm chết. Chuyện chỉ có thể không giải quyết được gì như vậy. Đương nhiên, ba phái cũng nghi ngờ có phải người tấn, hàn, tống cố ý kiếm cứ gây chuyện không nên không thể không bảo đệ tử ba phái ngầm phòng bị. Lúc bố trí người dưới bị, từ hỏa đại đệ tử chiều kính lúc đi ngang qua nhan bảo như, châm thêm một bó đuốc, nhẹ nhàng nói một câu, là ngươi làm sao? Nhan bảo như giật mình, không đợi nàng ta giải thích, từ hỏa đã đi ngang qua người nàng ta. Đây cũng là ý của Ngưu Hữu Đạo, với người không bị khống chế thì không cần thiết khống chế thêm nữa. Nhan Bảo như không nhảy ra thì thôi, một khi đã nhảy ra thì phải ép nàng ta làm xong chuyện. Hoàng cung nước vệ, ở góc rẽ của đình đài lầu các, Huyền Vi vừa mới rẽ qua, vừa lúc đụng phải một bóng người cũng vừa rẽ. Leng keng, khay đồ bị đụng đỗ, chén vỡ trên mặt đất, nước canh cũng bị hất lên người Huyền Vi. To gan, thị vệ đi sau hét lên một tiếng, suýt chút nữa là rút đao ra. Người đụng phải Huyền Vi là một cô gái xinh đẹp nàng ta bị dọa đến thất kinh, vội vàng quỳ trên mặt đất liên tục bồi tội. Hai nha hoàn sau lưng nàng ta thấy thế cũng bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, lần lượt quỳ xuống theo. Sau khi thấy rõ người đụng nhầm là ai, thị vệ tùy hành cũng không rút đao ra được nữa, là nữ nhân của hoàng đế, không phải ai cũng có thể xử trí được. Huyền vi rảy rảy nước canh trên váy, liếc nhìn giai nhân đang quỳ trên mặt đất, chỉ thấy tóc mây mày dài, da thịt trắng nõn hơn huyết, đúng là dung mạo hoa nhường nguyệt hẹn, ngay cả nữ nhân nhìn thấy cũng không kìm được thương tiếc tân sủng của hoàng đế, thường quý nhân. Huyền vi nhíu mày, âm thầm thở dài, nếu có tây môn tình không ở đây cũng sẽ không xảy ra hiểu lầm như vậy. Người ở ngoài mấy trượng đến gần là đã hấp dẫn sự cảnh giác của tây môn tình không, sao có thể để người ta đụng phải nàng ta chứ? Được rồi, huyền vi vẫy tay với thị vệ vây quanh, nữ nhân của hoàng đế, cũng là nữ nhân đệ đệ nàng ta, nàng ta cũng không tiện làm quá, đích thân cúi người đưa tay ra, đỡ thường quý nhân đang sợ hãi lên, cẩn thận ngắm kỹ dung mạo đối phương, trong lòng thầm than, đúng là một giai nhân mỹ mạo, chẳng trách có thể khiến cho hoàng đế mê luyến. Nàng ta hỏi, chuyện bưng bê đã có hạ nhân làm, sao phải cực khổ thường quý nhân đích thân ra tay vậy? Thường quý nhân có vẻ nơm nớp lo sợ nói, đồ bệ hạ dùng, thiếp thân có thể tự mình cố gắng hết sức làm, không muốn người khác động tay vào. Huyền Vi ồ một tiếng, lại kéo kéo làn với bẩn của mình. Không sao đâu, dứt lời liền lách mình đi qua người đối phương. Sau khi đi xa, Huyền Vi vẫy tay Khương Thạch cơ quản lý vụ phủ tổ chức tình báo lớn nhất nước vệ lập tức bước nhanh tới gần chắp tay. chương 1199, có hơi phiền toái một. Hai quý nhân gần đây được bệ hạ sủng ái lai lịch thật sự không có vấn đề gì chứ. Huyền Vi vừa đi vừa hỏi, bên dưới vừa tiến lên cho hoàng đế hai mỹ sắc, rất được hoàng đế siêu thích. Ngay lúc đầu đã hấp dẫn sự chú ý của nàng ta, dĩ nhiên cũng cho người đi điều tra nội tình, điều tra nói không có việc gì nên nàng ta cũng không để ý lắm. Hôm nay xảy ra việc này, Động chạm tâm tư, khiến nàng ta không khỏi hỏi lại lần nữa. Khương Thạch Cơ trả lời, đã điều tra đi điều tra lại kỹ càng, tìm hiểu rõ cả ba đời tổ tông nhà các nàng, thực sự không có vấn đề gì. Huyền Vi, người bên cạnh hoàng đế, không thể để xảy ra sai sót. Khương Thạch Cơ nói, phụ phủ vẫn luôn duy trì chú ý đến người nhà các nàng ta, sẽ không bỏ qua bất cứ dị thường nào. Huyền Thừa Thiên Vệ Quân mập mạp bộ dạng vui tươi hớn hở, trong lòng ôm con mèo nhỏ màu tím, đích thân đi tới một viện hậu cung thấy cửa phòng đóng kín, nha hoàn đều ở ngoài cửa, không khỏi hỏi chủ tử các ngươi đâu. Nha hoàn hành kiến lệ, nói là ở trong phòng, không biết vì sao lại đuổi hết các nàng ra. Ái phi, mở cửa đi, chấm mang quà đến cho nàng đây này. Huyền thừa thiên liên tục gõ cửa nhưng không hề có phản ứng, chợt nghe thấy bên trong rầm một tiếng, hơi sững ra rồi nhận thấy có gì đó không đúng. Đây là lần đầu người trong phòng biết mình đến mà không ra nghênh tiếp, gã đẩy mạnh bả vai, trực tiếp phá cửa ra. Vào phòng nhìn, gã sợ hết hồn, con mèo đang ôm trong lòng cũng bị gã ném bay. Trên tấm lụa trắng dưới xà ngang có treo một người, chính là thường quý nhân của gã. Người đâu, mau cứu người. Huyền thừa thiên gầm lên một tiếng, lập tức có người nhào tới, đám nha hoàn nhanh chóng khóc sướt mướt. Vì sao phải tự sát, thường quý nhân vừa lấy lại sức không chịu nói, huyền thừa thiên vẫn ở bên cạnh nàng ta. Mãi cho đến đêm hôm khuya khoát, thường quý nhân nấp trong ngực huyền thừa thiên mới chịu thốt ra một câu thần thiếp sợ hãi. Huyền thừa thiên ôm nàng ta trấn an nói, đừng sợ, đừng sợ, có chấm ở đây, ái phi không cần sợ gì cả. Hôm nay thần thiếp không cẩn thận và phải tướng công của thiên vi phủ. Thường quý nhân khóc nức nở, huyền thừa thiên không biết nói gì, việc này chấm cũng có nghe nói, là vì việc này. Ái phi, nàng không phải tự sát vì chuyện này đấy chứ. Thường quý nhân rơi lệ ngẩng đầu, bệ hạ, đó là tướng công của nước vệ, và chạm tướng công là chuyện lớn ngập trời, thần thiếp sao có thể không sợ hãi so với bị phạt, chỉ bằng. Huyền thừa thiên nhấn một ngón tay lên đôi môi đỏ của nàng ta, nàng không khỏi cẩn thận quá rồi, đó là hoàng tỷ của chấm, chỉ là hiểu lầm có gì phải sợ chứ. Yên tâm, hôm nào hoàng tỷ tới, chấm sẽ đích thân nói giúp nàng, sẽ không có việc gì đâu. Thường quý nhân lập tức hoảng hốt, vội vàng bò dậy, quỳ gối trên giường cuống quýt dập đầu nói, bệ hạ, nếu người nói với tướng công, chỉ bằng trực tiếp giết thần thiếp. Một khi để tướng công biết thiếp cáo trạng trước mặt bệ hạ, thần thiếp sợ là sẽ chết không có chỗ chôn chỉ e ngay cả cửu tộc và người nhà thần thiếp cũng sẽ đều gặp nạn. Khóe miệng huyền thừa thiên giật giật, ngồi dậy, nói cái gì vậy? Hoàng tỷ của chấm đáng sợ như nàng nói sao? Hai mắt thường quý nhân đẫm lệ quỳ đó lắc đầu, đại quyền quân chính nước vệ đều nằm trong tay tướng công, người trong thiên hạ đều biết, chỉ mình bệ hạ là không biết thôi. Huyền thừa thiên lúng túng, sao lại không biết, chuyện này ít nhiều gì chấm cũng có biết một chút, có điều quốc sự quả thực quá mệt mỏi, chấm không muốn quản lý, có hoàng tỷ làm thay, nhẹ nhõm tự tại. Không nghiêm trọng như nàng nói đâu, thường quý nhân nước nở nói, thần thiếp nghe nói, trong cung có phi tử từng chọc cho tướng công không vui đã bị tướng công xử trí. Thần thiếp cả gan hỏi bệ hạ một câu, có chuyện này hay không? Huyền thừa thiên lại lúng túng, sờ mũi, có một số việc không thể trách hoàng tỷ, ngẫm nghĩ lại, có thể do chấm quá hoang đường nên mới chọc cho hoàng tỷ không vui. Thường quý nhân ngẩng đầu, thần thiếp lại cả gan hỏi bệ hạ thêm một câu, nếu như có một ngày tướng công muốn giết thần thiếp và tang tỷ tỷ, bệ hạ có thể bảo vệ cho thần thiếp và tang tỷ tỷ không? Huyền thừa thiên bị chặn cho nghẹn lời, dừng lại một chút đi, bây giờ, phù hoa nhìn sắc trời, lại nhìn như hữu đạo bên cạnh, ý là mới nửa giờ ngọ, bây giờ đã dừng lại. Nhóm người hải ngoại không thể trốn mãi không ra, khoảng cách trở về còn rất xa, phải tốn không ít thời gian đi đường, còn phải dự phòng tình huống đột phát, nhất định phải quay về đường chính sớm một chút ta luôn cảm giác không ổn ở đâu đó. Trước tiên chúng ta phái người đi điều tra chung quanh đã. Nghiêu hữu đạo nói lý do, lời hắn nói quả thực khiến mọi người cảnh giác. Đối với một người luôn nhạy cảm với sự việc, cảm giác bất ổn chắc chắn là do có nguyên nhân, tất nhiên phải cẩn thận một chút. Cẩn thận không bao giờ là sai, cả nhóm làm việc theo lời Nghiêu hữu đạo, phái một nhóm người tản ra chung quanh điều tra. Bản thân Nghiêu hữu đạo cũng đi chung quanh giả soát, tìm kiếm một phen, Nghiêu hữu đạo tìm đến một hẻm núi hẻm núi với một dòng nước chảy xiết, ao ao phía dưới chính là nơi hắn từng chạy thoát khỏi sự truy sát của các quốc gia trước đây. Quan sát bốn phía, Ngưu Hữu Đạo thả người rơi xuống dòng nước xiết, tìm tòi khả năng dấu hiệu bị động tay chân trong nước. Không có cách nào khác, lúc trước khi chạy trốn khỏi truy sát đã mặc trang phục phiêu miếu các, có người nhìn thấy người của phiêu miếu các là hắn xuất hiện. Về lý mà nói, người của các quốc gia sẽ không nhìn chằm chằm vào người của phiêu miếu các, nhưng hắn phải đề phòng bất chắc. Nếu thật sự xảy ra vấn đề gì, tất nhiên hắn có đánh chết cũng không thừa nhận mình giả mạo người của phiêu miếu các. Không có chứng cứ, trừ phi cố tình cài cắm lên đầu hắn, bằng không không ai làm gì được hắn. Nhưng vấn đề mấu chốt là, một khi truy xét kỹ, hắn nhất định phải đưa ra lời giải thích. Nếu không giả mạo người của phiêu miếu các, người làm sao thoát thân được. Không đến mức mà bản thân người thoát thân thế nào cũng không biết chứ. Dụ đám người đi con đường này chính là để sau đó sẽ động tay chân gian lân, để chuẩn bị cho mình một nguyên nhân để phòng ngừa bất chắc lại có thể giải thích trên đây là lý do vì sao hắn bảo mọi người dừng chân nghỉ ngơi tại gần đây cùng ngày người điều tra chung quanh không phát hiện điều gì dị thường nhưng đã chạy đôn chạy đáo đến tận trời tối chỉ có thể qua đêm ngay tại chỗ ngày tiếp theo cả nhóm tiếp tục xuất phát lộ trình trở về dài đến gần 2 tháng cuối cùng cũng quay lại khu rừng cổ xưa cách lối vào không xa đối với người bình thường mà nói vị trí cách lối ra không phải là gần lộ trình còn cần một ngày nữa cả nhóm đã né tránh quá lâu vì lý do an toàn mà đã cắt đứt liên hệ với các phe khác không biết gì về tình huống xung quanh cũng không dám tới quá gần làm sao bây giờ còn cách nửa tháng nữa mới đến lúc lối vào mở ra hẳn là đã có người mai phục trong khu rừng cổ kia cả khu vực đó rất có thể đã bị người khác khống chế chỉ cần có người vừa đi qua là sẽ có thể bị phát hiện phái người đi tìm hiểu tình huống là không thích hợp người xác nhận chúng ta quả thật có thể qua được cửa ải cuối cùng này không phù hoa đứng trên đỉnh ngọn núi phóng tầm mắt ra xa, xa vuốt chán có vẻ đau đầu kế hoạch không bằng biến hóa hiện giờ làm sao rời đi đã trở thành vấn đề lớn nhưng có thể làm sao làm thì cũng đã làm đắc tội cũng đã đắc tội không muốn đối mặt cũng không được nghiêu hữu đạo không qua được cũng phải qua phái người đi tìm hiểu không ổn thì hãy để cho bên kia phái người tới báo tình hình phù hoa nói vậy là sao uốn lưỡi nói phét, như hữu đạo nói thẳng với nàng ta, thế lực khắp nơi đều có người của ta ở trong, ta có định trước biện pháp liên hệ với họ, chương 1200, có hơi phiền toái, hai. Trong thế lực khắp nơi đều có người của ngươi, đám phù hoa nhìn nhau, như hữu đạo không giải thích nhiều, đại tỷ, lãng đại ca, mọi người chọn một số người đi theo ta một chuyến. Đã tới lúc này, không có chủ ý gì hay, phù hoa và lãng kinh không làm theo hắn, chọn mấy chục cao thủ, như hữu đạo dẫn theo ba người vu chiếu hành, lại bảo tư đồ chiếu chọn vài người đi theo. An toàn là số một, hắn không thích chém giết mãi, mà trong đó luôn có nguy hiểm. Bên cạnh mang theo nhiều người như vậy, chẳng may gặp phải trận chiến chém giết thì để người khác đi làm đi. Cả nhóm đi ra khỏi cơ sở ngầm, đi về phía trước dò đường, cẩn thận từng ly từng tí một đẩy về phía ngoại vi khu rừng cổ. Như hữu đạo tìm tới một đỉnh núi thấp, bảo người chuẩn bị củi lửa. Cả nhóm nghe theo. Lãng kinh không vẫn không kìm được hỏi, làm gì vậy, nghiêu hữu đảo, phóng lửa đốt núi, không chờ đối phương đặt câu hỏi, hắn lại nói tiếp. Ta đã hẹn với người của ta, vào lúc giữa chưa có khói bốc lên, họ sẽ đến tìm ta. Lãng kinh không mới chợt hiểu, diện tích của rừng cổ quá lớn, sợ so rằng từ khoảng cách xa không thấy được khói, chỉ có thể đốt cháy cả một ngọn núi mới được. Mà nhìn thấy khói lửa, các phe liên quan sẽ phái người tới kiểm tra tình huống. Đến lúc, Người của Nưu Hữu Đạo sẽ thừa dịp đi điều tra tình huống mà tới tìm kiếm. Mấy chục người cùng châm lửa trên diện tích lớn, lửa không lớn cũng khó. Có lẽ cả vùng rừng núi này sẽ bị thiêu rụi, không thể gánh nổi, nhưng đối với một nhóm đông người phải đối mặt với sinh tử, còn ai quan tâm đến chuyện này? Lửa nổi lên, Nưu Hữu Đạo vẫy tay, cả nhóm cấp tốc rút đi, đến tận một ngọn núi cao nhất cách đó mấy dặm. Khi đến ngọn núi này, Nưu Hữu Đạo lại cho người để lại ký hiệu, tiếp tục lui về phương xa nổi lửa rồi trên tán cây trong khu rừng cổ người canh gác chung quanh phát hiện dị thường thông báo rất nhiều người bay lên cây quan sát nhìn khói đen bốc lên từ phía xa quý ngọc đức ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời đang trên cao khóe miệng mấp máy bảo người đi xem chuyện gì cẩn thận một chút bên dưới có người gọi lên quý ngọc đức lập tức nhảy xuống chủ động xin đi gia nhập vào đoàn người điều tra đoàn người bay lượn chạy ra khỏi rừng cổ đi tới khu vực rừng núi bị lửa nóng thiêu đốt Lúc nhân viên điều tra chung quanh, ánh mắt Quý Ngọc Đức lướt bốn phía tìm tòi, khóa chặt vị trí ngọn núi cao nhất quanh đây lao tới. Lên đến ngọn núi cao nhất, tìm được ký hiệu chỉ đường, nhìn chung quanh một lần, xác nhận không bị theo dõi, lập tức lắc mình đi theo hướng được chỉ. Phi thân hạ xuống một thung lũng bí mật, nhìn thấy đánh dấu cuối cùng nhưng không thấy người, Quý Ngọc Đức nhìn chung quanh. Núp trong bóng tối, như hiểu đạo nhìn về phía đỉnh núi đối diện, chờ bên đó không có người đi theo xác nhận tín hiệu an toàn, Hắn nhảy ra đối mặt với Quý Ngọc Đức. Không có gì cần khách khí, Như Hữu đạo trực tiếp hỏi tình huống. Không hỏi không biết, vừa hỏi mới hiểu được, tình thế phát triển lệch khỏi phương hướng dự tính của hắn sau khi hắn giả mạo người của Phiêu Miếu Các rồi thoát thân. Mấy phe thế lực vẫn chưa truy sát người của nước Yến, T, Vệ chưa ra tay đánh lẫn nhau. Nói cách khác, mưu đồ khiến người kia tàn sát lẫn nhau của hắn chưa thành công. Nếu vậy, mọi chuyện đã trở nên phiền phức, đối mặt với rất nhiều người đang khóa chặt lối ra bên này hầu như không có khả năng phá được vòng phong tỏa. Quan trọng là hắn không đi một mình, mà là phải dẫn theo rất nhiều người cùng ra ngoài. Người đến không chỉ một mình Quý Ngọc Đức, sau đó lại lục tục có thêm 5 người tới. Phù Hoa dẫn người trong bóng tối để phong chung quanh, nhiều lần xem xét bên như Hữu Đạo, thầm nghĩ, kẻ này quả nhiên sắp xếp tay trong khắp các thế lực, các thế lực khắp nơi. Không biết bên mình có hay không, mấy người Quý Ngọc Đức đánh giá lẫn nhau, họ đều không biết sự tồn tại của đối phương, lần này chạm mặt, đại khái đều đoán được. Mọi người có lẽ đều có thân phận như nhau, không tiếc để họ bại lộ thân phận trước mặt nhau, bọn họ cũng nhận ra đã đến thời khắc mấu chốt. Nhiêu hữu đạo đã không thể quan tâm quá nhiều được nữa. Nhìn sáu người trước mắt, tâm tình nhiêu hữu đạo quả thực nặng nề, có vẻ trầm mặc. Hắn biết, có mấy người không nhìn thấy tín hiệu mà hắn vừa thả ra ở đây, có mấy người thì có lẽ sẽ mãi mãi không xuất hiện được nữa. Nghe mọi người nói chuyện, hắn mới biết nước triệu bị tấn, hàn, tống hợp lực tiêu diệt. Người của Hiểu Nguyệt Các được sắp xếp vào nước triệu chỉ sợ cũng gặp chung tai vạ. Từ mấy người biết được có người ngầm mật báo, chỉ ra việc hắn cấu kết với ba môn phái trung lập, nhiều hữu đạo cười gần, thậm chí hử lạnh. Ta đã rất nương tay, nhưng người đã tự muốn chết thì đừng oán trách ta. Hắn vừa nghe đã biết là ai làm, ngoại trừ nhan bảo như sẽ không còn ai khác. Nếu Từ hỏa làm theo kế hoạch mà hắn đã bố trí kỹ càng, tình thế sẽ khoác phát triển đến mức kia. Hắn không có khổ thân đan, mà khổ thần đan trông ra làm sao cũng không biết chỉ dùng để dọa dẫm nhan bảo như mà thôi cho dù dùng cái gọi là khổ thần đan để dọa nạt nhưng từ đầu hắn đã biết là nhan bảo như chưa chắc đã tin